không dùng cho em gửi tốn shipper cái ngày hôm qua đặt chị gửi chưa? Thanh Vy, hai cái đó của em là em để dùng lâu rồi cho nên là bên chị mới gửi nha. Còn hàng hôm qua là mới bắt đầu dùng lại cho em nha. Tại vì dùng rất là lâu ngày rồi, không đặt thêm gì là bên chị gửi nha Thanh Vy, chứ không phải là em dặn hôm qua dùng mà gửi liền nha. Hai cái đó là dùng like rất là lâu rồi á mới gửi cho em. Còn cái ngày hôm qua là vẫn còn giữ đây chưa gửi nha. Tại vì dùng đơn rồi mấy chị phải đặt, nhiều khi đặt liên tiếp thì em dùng gửi luôn, chứ còn đặt một cái xong một cách rất là lâu đặt thêm một cái nữa thì em sẽ đi hàng liền nha. Ngân Bi là còn đơn đúng không em? Rồi ok, Ngân Bi chiều nay rồi em gửi luôn. Rồi mấy chị chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Mũ kết này nè em còn đúng một cái màu đen với là hai cái màu trắng. Mẫu này em còn một cái đen và hai cái trắng nha mấy chị ơi, một đen và hai trắng. Rồi. Cái này em sẽ tặng đầu like dành cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Mẫu này sẽ tặng đầu like nha, dành cho chị nào có chia sẻ like nè. Đó, em có một cái đen và hai cái trắng. Rồi mấy chị tranh thủ chia sẻ like liền giùm em nha mấy chị ơi. Màu nâu, màu hồng với màu trắng. Lấy
hai cái đi nha Thanh Trúc đi, hai cái đi nha Thanh Trúc. Rồi em mặc lại màu nâu, màu trắng với lại màu hồng, ba màu dùm em nha. Giá là 95.000 một áo, 95.000 áo nha. Form 57 58 kg trở lại men vừa. Màu nâu chị Hân đi Nguyễn màu nâu. Chị Hân đi Nguyễn màu nâu nè em, Hân đi Nguyễn màu nâu. Rồi áo là nâu hồng trắng ba màu dùm em nha. Nâu hồng trắng ba màu, giá 85.000 một áo, bao đẹp luôn. Cái này không lấy là tiếc mấy chị ơi, mặc lên đẹp cực kỳ luôn nha. Màu trắng của chị hẹp bụi nhỏ màu trắng. Trắng chị hẹp bụi nhỏ. Mũ này là 39.000 á. 39.000, cái này lúc em bán tri ân đầu la là 39.000 nè. Màu nâu chị Hồng Hà màu nâu. Đây chị đang mặc á. Nâu chị Hồng Hà màu nâu. Mũ là 39.000. Hồng Hà màu nâu, em còn màu hồng. Áo đang mặc nó free size nha chị ơi. Áo đang mặc free size nha chị. 40 đến 57 58 kg giùm em. Em còn hồng với trắng nha, hết nâu. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Rồi còn màu hồng với màu trắng nha. Hồng với trắng, màu này cũng xinh quá mấy chị ơi. Mặc lên beo dễ thương luôn nha. Hồng với trắng. Màu trắng cho chị hoàn vẹn màu trắng này. Em hết nâu nha chị An Lành ơi. Bây giờ còn trắng với hồng thôi à. Còn trắng với hồng. Còn trắng với hồng nha mấy chị ơi. Hết nâu. Còn trắng với hồng. Trắng với hồng dùm em nha. Phôm vải beo đẹp luôn. Hàng Quảng Châu. Rồi chị nào lấy thì chốt màu dùm em nha. Trắng với hồng hai màu, trắng với hồng hai màu. Mũ là 39.000 một cái. Em sẽ tặng một cái màu trắng nè. Mũ là 39.000, toàn bộ nó là hoa thêu nha mấy chị ơi. Hoa thêu 39.000 một cái. Rồi bây giờ em sẽ tặng trước một cái màu trắng dành cho chị nào có, chia sẻ like nha. Tặng một cái màu trắng dành cho chị nào có, chia sẻ like của em nha mấy chị ơi. Nón này bán là giá 39.000 một cái. Hàng này là hàng thêu dùm em nha. Thêu. Ok Nguyễn My chiều nay ghi lấy. Rồi chị này mà ghi lấy thì tranh thủ ghi trong ngày hôm nay với lại ngày mai trước 5 giờ nha. Ngày mai thì em sẽ bán tới 5 giờ chiều là em nghỉ. Và ngày chủ nhật bên em ớt. Thứ hai làm lại bình thường nha mấy chị ơi. Rồi cái nón màu trắng em sẽ dành tặng cái này dành cho chị nào có, chia sẻ like nha. Mấy chị chia sẻ like hết chưa mấy chị ơi. Áo em mặc thì còn màu hồng với lại màu trắng hai màu. Áo là giá 85.000 nha. Còn chân váy là giá 95.000. Chân váy là chốc co giãn luôn, form của nó 55-56kg trở lại men vừa. Chị An Lành áo trắng 85, em còn đúng cái trắng cuối cùng nha, ai lấy chốt trắng giùm em. Rồi, cái này dành cho chị nào có chia sẻ like nha. Phương Keo là em lấy áo trắng đúng không? Ôi, từ từ nha, áo này em chưa có đọc, cái nón này em chưa có đọc mẹ tặng nha. Mấy chị lên trắng trắng là em chốt áo trắng á. Chị An Lành lấy áo màu trắng hay sao chị An Lành ơi? Cái nón này là em sẽ đọc mẻ nha mấy chị ơi. Còn áo chị nào lên trắng này coi chừng em chốt áo này á nhầm nha. Chị An Lành là áo màu trắng hay sao chị An Lành ơi? Rồi chia sĩ like dùm em nha. An Lành lấy áo trắng thì ok dùm em, còn không phải nó không phải nha, để em bỏ áo ra. Đúng không em? Chị An Lành là áo đúng không? Phương Keo đồ là không phải là áo đúng không? Rồi cái này chốt dùm em mẻ số là ok chị An Lành. Chốt em mẻ số nha mấy chị ơi. Ok Phương Keo nè, rồi này em đọc mã số nha. Không có số đâu đọc hết thôi. Chốt cho em mã 65271. 65271 cái nón này nha, tặng dành cho chị nào có chia sẻ like. 65271 đúng không? 65271 nha mấy chị ơi. 65271 giùm em nha. Dành cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Về con mình sớm nhất nè. Chia sẻ like nhiệt tình dùm em nha mấy chị ơi. Nón này em có bán màu đen màu trắng hai màu, giá 39.000 luôn nha. Chị nào lấy thì báo em. Áo em mặc thì còn màu hồng với màu trắng hai màu, còn hồng với trắng hai màu. 65271 đúng không? 65271 chị Cherry Trần. Chị Cherry Trần. Cherry Trần này tặng chị chia cái chữ tặng nha. Chị Cherry Trần nha. Rồi. Rồi nón này em có bán 39.000 một cái nha, trắng đen hai màu. Thêu ở trước giùm em, bao giá luôn mấy chị ơi. Rất là rẻ luôn nha. Đó. 39.000 một cái. Ai lấy màu gì bán màu đó giùm em nha. Chị nào lấy màu gì bán em màu đó đi.
Rồi chia sĩ la giùm em tí nữa lên hàng tặng tiếp nha. Áo em mặc là còn đúng một cái màu trắng cuối cùng và màu hồng nha. Áo em mặc còn trắng với hồng hai màu, giá 85.000. Còn trắng với hồng hai màu giùm em nha mấy chị ơi. Nón em tặng xong rồi nha mấy chị. Nón tặng xong rồi. Rồi áo mặc trắng hồng hai màu giùm em nha, chị lấy thì bé em. Rồi áo này một cái duy nhất mấy chị ơi, áo dạng form hơi ngắn ngắn nè. Form hơi ngắn ngắn giùm em nha. Từ 40 đến 60 kg men vừa luôn nhưng mà nó form của nó hơi ngắn ngắn. Bây giờ đang lên áo nè nha Thanh Vy ơi. Rồi cái này ở trước là chữ nè mấy chị ơi, thêu giùm em nha. Thêu cái này màu đơn giản rất là đẹp luôn. Chị đâu lấy hồng chốt hồng giá 85.000 hồng giùm em nha. Hồng 85.000, form hơi ngắn ngắn tay dài dạng áo hoodie. Dạng áo hoodie mấy chị ơi nhưng mà nó là form ngắn nha. Nhưng mà vừa phải không có ngắn lắm. Rồi 85.000 hàng Quảng Châu giùm em luôn. Chị đã lấy áo hồng, chốt em áo hồng giá 85 hồng nha mấy chị ơi. Một cái duy nhất luôn. Phải beo xịn beo đẹp cho mình nha. Vậy rồi ok chị Nhung Ninh đợi em tí nha. Rồi cái này ai lấy chốt giùm em hồng nha mấy chị ơi. Hồng 85.000 áo hồng. Cái này ở ngoài đẹp hơn trong like rất là nhiều luôn. Và chữ phía trước là chữ thêu giùm em nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy chốt giùm em là hồng. Giá 85.000 hồng nha. Một cái duy nhất luôn mấy chị ơi. 85.000 hồng giùm em nha. Em lên một ít áo trước xong rồi em sẽ lên tiếp nha. Rồi áo sọc form giấu quần. Trời ơi vải beo đẹp form rộng rãi thoải mái nè. Từ 40 đến 60, 65 kg gì vừa hết giùm em áo sọc này mấy chị nhìn form của nó nè. Vải beo mịn beo mát luôn nha. Giá 85.000. A lấy sọc chốt sọc liền giùm em nha mấy chị ơi. Cái này đẹp cực kỳ luôn. 85.000 form rộng rãi thoải mái giấu quần luôn nè. Chia sẻ like nhiệt tình giùm em nha mấy chị ơi. Rồi A lấy sọc nâu chốt em sọc nâu nha. Giá 85.000 sọc nâu. Sọc nâu 85.000 sọc nâu giùm em nha. Vải rất là mịn rất là đẹp luôn. Hình con Mickey ở phía trước nha mấy chị ơi. Giá 85.000 chị lấy sọc nâu chốt giùm em sọc nâu nha. Mẫu này có 1 2 cái không có nhiều. 85.000 sọc nâu giùm em nha mấy chị ơi. A lấy chốt sọc nâu liền giùm em nha. Sọc nâu nha. Đầm kem sau lưng em. Giá là 135 nha chị Hàng Nguyễn ơi. 135.000, cái này form 60 kg đổ lại men quỳm em luôn, hàng Quảng Châu cao cấp. Đầm đi tiệc bên em đầm toàn là những cái mẫu đơn giản như thế này thôi nha mấy chị ơi. Còn mà đầm riêng, đầm này nọ, đầm kiểu là em không có đâu. Chỉ có những cái mẫu đơn giản hàng như thế này. Rồi cái kem phía sau là giá 135 nha chị Hàng Nguyễn, hãy lấy thì chốt em đầm kem 135 nha chị ơi. Mặc xong một rút eo nha, form từ 40 đến 60 kg đều men được. Eo mình tới đâu một rút tới đó giúp em là đầm này đầm dáng dài nha, đầm dáng dài. Giá là 135.000 dạng maxi dáng dài nha. Màu kem sữa có một cái duy nhất nha mấy chị ơi. Kem sữa có một cái duy nhất thôi nha, chị nào lấy thì chốt em đầm kem sữa 135.000 áo sọc chị Liên Kim áo sọc nè. Chị Liên Kim áo sọc. Rồi sọc là 85.000 sọc giùm em nha. Ai lấy sọc chốt sọc giùm em nè. Giá 85.000 áo sọc. Rồi cái này là cái quần yếm giùm em nha. Áo hồng tay dài nãy năm mặc được không? Áo hồng tay dài nào vậy ngon? Cái đó năm mặc ngắn, năm mặc bị ngắn nha. Áo hồng hồi nãy là form của nó là form không có ngắn lắm. Ý là gì năm là form năm mặc không được đâu, nó ngắn đó năm. Năm mặc không được nha, nó ngắn. Rồi cái này form nó như thế này nha mấy chị ơi, form như thế này. Rồi, chị Hàng Nguyễn đầm kem 135 nè. Chị Hàng Nguyễn đầm kem 135.000 này. Rồi cái này A lấy áo hồng, chốt áo hồng giùm em nha. Giá 85.000 tay dài, chữ trước là chữ thêu. Cái này nhận hàng ưng liền luôn nha, hàng cao cấp luôn mà bán giá 85.000 cực kỳ rẻ nha mấy chị ơi. Đó, sơ mi hôm nay không có sơ mi hẹn mấy chị một tuần nữa. Ở ngoài hàng em đang đặt đang về hàng. Rồi. Đây nha mấy chị ơi, áo hồng một cái duy nhất luôn, beo đẹp cho mình luôn nha mấy chị ơi. Như em mặc là chị này mà tầm 55-56 kg đổ lại mặc cái áo này là ok luôn nha. Không ngắn. Nói
chung dạng nó là áo hoodie. Áo hoodie thì thường form nó dài dài giấu quần, mà cái form này nó hơi ngắn hơn bình thường, cho nên em gọi là form ngắn thôi, chứ còn nó không phải là ngắn ngắn ngủn tuốt ở trên nha. Rồi cái này là cái quần yếm giùm em nha mấy chị ơi, quần yếm, quần yếm giùm em nha, đeo đẹp luôn. Áo hồng cho Thanh Thủy, áo hồng, Thanh Thủy áo hồng 85. Quần yếm giùm em vải beo mịn beo đẹp luôn, hàng keo cắt vải mịn đẹp, điều chỉnh keo thấp giùm em nha. Quần yếm nè, quần yếm chỗ này cột nơ lại có phối ren, quần yếm giá 95.000, vải keo cắt cực kỳ luôn nha mấy chị ơi, hàng này siêu xịn luôn á, hàng này rất là xịn rất là đẹp luôn nha. Yếm giùm em nè, yếm nè, nó là yếm quần giá 95.000 một yếm, và form của nó là rồi 56-57kg trở lại men vừa. Chị này mà muốn mặc quần á, mấy chị có thể bỏ cái dây này. Chị này mà muốn, cái này là quần mà quần lưng rất là keo luôn mấy chị ơi. Nếu như mà nói là cái quần này có lưng keo cực kỳ luôn nha. Chị nào muốn mặc quần thì cứ bỏ cái dây yếm đi. Đó, đẹp lắm luôn nha, 95.000, vải rất là xịn luôn. Chị Hân đi Nguyễn yếm. Chị Hân đi Nguyễn nè. Hân đi Nguyễn nè, chị hẹp bụng nhỏ. Chị nào lấy quần yếm nó chốt giùm em nha. Hân đi Nguyễn hẹp bụng nhỏ. Rồi ai lấy quần yếm nó bé em nha mấy chị ơi, có 95.000 thôi nha. 95.000 thôi, cái quần giá 95.000. Rồi lấy nó không mấy chị ơi, quần yếm vải này nhận hàng ưng liền liền luôn nha, keo cấp lắm luôn nha mấy chị ơi. Dạ váy có nha chị Catherine. Đẹp thiệt sự, đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Ở sau mình điều chỉnh keo thấp được giùm em nha, vải này nhận hàng là ưng ý liền luôn. Đó là dạng quần yếm đẹp lắm luôn nha mấy chị, phối cái đồ gì cũng xinh hết. Chỉ có 95.000 một cái quần yếm như thế này thôi nha. Cái này cột nơ qua bên giùm em. Beo đẹp, beo rỉ luôn nha mấy chị ơi. Giá 95.000 cái quần yếm nha. 95.000, lưng siêu keo luôn. A à, lấy chốt giùm em nha. Bộ em mặc áo 85, chân váy 95 nha chị Nhung ơi, Nhung Mon ơi. Đó, quần yếm nè, A à, lấy thì bé giùm em nha. Lưng quần siêu keo luôn. Lưng quần keo cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Em có giữ lại cái rồi để em mặc, để phối đồ. 43kg thì men nó sẽ hơi, nó vừa, tại vì nó là cái dây lên, nhưng mà nó sẽ hơi rộng một xíu phần eo nha Thanh Vy. Hơi rộng một xíu phần eo. Rồi A à, lấy nút chốt em quần yếm nha. Cái này đẹp lắm, em mặc cái này đẹp nè Lê Cảnh ơi. Thiệt sự rất là đẹp luôn. Tại vì hàng mà giờ là em hay thử form trước á. Em khui hàng ra là em hay thử form trước. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Giờ phối đồ cực kỳ luôn. Đen không chị? Đen mày xòe ra hả? Sợ không có nè. Áo em có màu trắng nữa nha chị Nhung Môn ơi. Màu trắng nữa nha chị. Trắng với hồng hai màu giá 85.000, mấy chị chia sẻ like nhiệt tình giùm em nha. Áo trắng với hồng hai màu nha chị. Màu trắng em còn cái cuối cùng. Trắng nè, màu trắng còn cái cuối cùng nha. Trắng với hồng hai màu, vải rất là mịn rất đẹp luôn, hàng Quảng Châu giúp em. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi áo trắng hồng hai màu, A à, lấy áo chốt giùm em áo kìm màu, chất của nó co giãn nha. Mặt phía trước nó chéo que nè mấy chị ơi, rất là xinh luôn. Chốt giùm em nha. Quần yếm với chị Vicky Nguyễn, quần yếm nè, đen xếp ly. À chưa có chị Catherine ơi. Chân váy đó chưa có hàng nha chị ơi. Tại vì em không phải đặt hàng ở Sài Gòn, cho nên nếu mà đặt ở Sài Gòn là về hàng rất là nhanh luôn. Em đặt hàng trực tiếp luôn, cho nên là về hàng nó hơi lâu. Mấy chị cố gắng đợi em nha, chuẩn bị có chân váy, có quần rin, nói chung là có nhiều hàng lắm luôn. Em đang đợi hàng cái tầm đầu tuần quá. Có nghĩa là muốn mặc quần là em phải gỡ cắt cái đường yếm ra luôn á, cắt rất là dễ cắt luôn, chứ không phải là mình tháo dây ra được nha em Phạm Kỳ Thanh Phương. Rồi quần yếm với chị Trân Châu nè, quần yếm chị Trân Châu. Quần yếm cho Trân Châu là em hết yếm nha mấy chị ơi. Giờ mấy cái được yếm rồi, 5 cái rồi đúng không em. Quần yếm với chị Trân Châu nè. Quần yếm là 95, quần yếm là 95 mấy chị ơi. Rồi quần yếm là 95 nha. Thanh Vy em lấy quần yếm đổi cái quần đen hôm qua nha. Trời ơi hàng đặt hôm qua rồi sao hôm nay đổi Thanh Vy, với lại quần yếm chị hết rồi nha em ơi. Hết quần yếm rồi nè.
Phạm Kỳ Thanh Phương yếm nó tí hồi, nếu như để coi thử ngày mai có hàng yếm thì chị để cho nha Phạm Kỳ Thanh Phương ơi, còn hiện tại là hết quần yếm rồi nha. Bữa nào có rin đen nói chị nha. Dạ ok chị. Áo này form 57 58 kg với lại men vừa giùm em nha. Có màu trắng, màu hồng hai màu luôn. Trắng hồng hai màu. Ủa là đủ quần yếm chưa? Rồi. Áo em có trắng hồng hai màu nha mấy chị ơi, ai lấy thì béo giùm em. Giấu quần mấy chị ơi, cái này đợt trước em đăng hình nè, bán hết luôn, bây giờ nó về hàng lại, hàng tem mạc rất là xịn luôn mấy chị ơi, xịn cực kỳ luôn dùm em nha. Đó, mũ trắng có bán về ok chị Honey Nguyễn 39.000 nha chị. Chị Honey Nguyễn mũ 39 này em. Rồi em còn mũ là em còn cái màu đen nha, mũ còn cái màu đen. Thêu hoa hai bên rất là xinh luôn mấy chị ơi. Rồi áo trắng này giá 85.000. Hình của nó là trong vải luôn mấy chị, giặt thoải mái giùm em không sợ bong tróc nha. Giặt thoải mái giùm em luôn không sợ bong tróc gì hết. Form 40 đến 60 kg là men vừa giúp em nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg là men vừa giùm em luôn nha. Mũ đen của chị Nguyễn Huyền nè. 39.000 chị Nguyễn không giấu Huyền có giấu em Ninh Hòa dùng được. Rồi cái này trắng chốt em áo trắng form giấu quần 85.000 hàng Quảng Châu giùm em nha, beo đẹp luôn 85.000. Áo rất là xịn, nó đẹp luôn mấy chị ơi, hàng xịn cực kỳ luôn á, hàng Quảng Châu cao cấp giùm em luôn mà có 85.000 à. Chị Nguyễn Huyền nè em, Nguyễn không giấu Huyền có giấu. Rồi 85.000 giúp em nha, ai lấy chốt giùm em áo trắng giá 85 nè mấy chị ơi. Áo trắng giá 85.000 giùm em nha. Trắng 85.000, 40 đến 60 kg đường men vừa hết giùm em luôn. Chốt rất là xịn, rất đẹp luôn nha. Chị Mạnh Tú Xuyên là còn hàng bên mình không? Ê chị Mạnh Tú Xuyên, chị chỉ còn một cái nón bên em thôi nha, cái nón nâu 39.000 á chị ạ. Áo đen đắp chiếu ngực không? Dạ không nha chị Trân Châu ơi. Rồi này trắng chốt em áo trắng giá 85.000 áo trắng nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn nha, form giấu quần 40 đến 60 kg đường men vừa giùm em luôn. Dạ mũ em hết rồi nha. Hết mũ rồi nha Trang ơi, hết mũ rồi nha. Rồi 85.000 a lấy cái này chốt giùm em nha mấy chị ơi. Áo trắng 85.000 áo trắng nha. Form 40 đến 60 kg đường men vừa giùm em áo trắng. Rồi, nhung hồng này mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Rồi form 40 đến 60 kg men vừa em nha, cái này bả rất là xịn, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Thì bên trong là bên ngoài nè mấy chị, nhung về nó có cái viền nè, rất là sang luôn nha. À chị nào lấy cái này chốt em áo hồng 85.000 áo hồng, form 40 đến 60 kg đều men vừa cái này giúp em nha. 40 đến 60 kg đều men vừa cái này giùm em nè, chốt em áo hồng. Giá là 85.000 áo hồng. Rồi ai lấy hồng chốt hồng em giá 85.000 áo hồng nha mấy chị ơi. Rồi áo này form 6
60 kg đổ lại mang vùi giùm em, hàng siêu cao cấp luôn, giá 95.000 một áo giùm em nha, 95.000 một áo nè, đó 95.000 một áo giùm em. Màu này là màu màu da nha mấy chị ơi, màu da nè, em có màu da, màu trắng với màu kem sữa, ba màu, giá 95.000, rất là cưng luôn mấy chị ơi, vải bao xịn bao đẹp nha, từ 40 đến 60 kg đều mang vừa hết giùm em luôn, màu da nè, màu kem sữa với màu trắng, màu kem sữa giùm em nha, màu kem sữa, da màu kem sữa với lại màu trắng, ba màu giùm em, giá 95.000 này, giá 95.000 mấy chị ơi, hàng siêu cao cấp luôn, giá 95.000. Hôm nay có dạ có lai đầm nha chị, có lai đầm, đầm tiếp đồ có luôn. Rồi 40 đến 60 kg men vùi men áo này mấy chị nhận hàng, mấy chị ưng ý chất vải của nó liền luôn nha. Hàng Quảng Châu, chất siêu đẹp giùm em luôn nha mấy chị ơi. Màu trắng, màu da với lại màu kem sữa, 40 đến 60 kg đều men vùi áo này giùm em nha. Đó. Dạ như nút nó xíu một bên nha mấy chị ơi. Nút xíu một bên như thế này. Hàng này giá 95.000 nha, cực kỳ rẻ luôn. Hàng cao cấp. Giá rất là rẻ luôn nha mấy chị ơi. Rồi màu trắng của chị Võ Thúy, màu trắng nè. Chị Võ Thúy màu trắng này em, Võ Thúy màu trắng. Chị Hân Ly Nguyễn màu trắng, chị Hân Ly Nguyễn màu trắng. Rồi em hết trắng rồi nha, hết trắng rồi. Trần Hồng Vân ơi, bây giờ còn màu, còn màu kem sữa, kem sữa với lại màu da, hai màu, 40 đến 60 kg đường men vừa. 40 đến 60 kg đường men vừa. Đây nha mấy chị ơi. Rồi a lấy áo này chốt giùm em nha. Áo này đẹp cực kỳ, mấy chị nhận hàng ưng ý liền luôn, vải bao xịn bao đẹp giùm em nha. Áo sale rộng quế, áo sale rộng quế, không form của nó là form bình thường mà. Rồi cái này 40 đến 60 kg men vừa em nha, màu da với lại màu kem sữa. Giá là 95.000 một áo mấy chị ơi. Nhận hàng là ưng ý liền luôn nha. Màu da là lên sen lắm luôn nha mấy chị ơi, màu da nè, lên sen lắm luôn nha. Phối với đồ gì cũng xinh hết, áo này mặc đi làm cũng được luôn. Tại vì cổ của nó rất là kín đáo nha mấy chị ơi. Cổ kín đáo cực kỳ luôn nha. Rồi màu, màu em còn màu da với lại màu kem sữa, hai màu. Đó chị nào lấy màu gì béo màu đó liền giúp em nha. Áo này form rất là đẹp luôn. Vải thì xịn cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Giá 95.000 giùm em nha. Rồi chị nào lấy áo chốt em áo kèm màu, còn màu da với lại màu kem sữa, hai màu nha. Em còn màu da, màu kem sữa. Bộ này em rút dùm cho chị khỏi rồi em lên cái ship bộ này em có nhiều màu, giá cực kỳ rẻ mấy chị luôn. Nè nè, rất là xịn, rất là đẹp. Hàng Quảng Châu xịn đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi chân váy mặc 95.000 em còn một cái nha, chị nào lấy thì béo em. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Chân váy màu trắng, màu màu đen, hai màu. Rồi chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ like lên giúp em nè. Xíu em đang thử nè, form 40 đến 60 giùm em nha, luôn luôn thun. Form vải đẹp cực kỳ, về cái ship này em có nhiều màu cho mấy chị luôn, mặc rất là mát luôn nha, beo mát luôn á, đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Đó, hàng của nó là cực kỳ đẹp luôn nha, rất là xịn, rất là đẹp luôn. Bộ này mặc beo mát cho mấy chị luôn, từ 40 đến 60 kg là men vừa hết bộ này giùm em nha. Em lên màu nè, lên màu nha mấy chị ơi, 40 đến 60 kg
em vừa hot sheet này giùm em nha, bao mịn bao mát luôn. Rồi giá là 79.000 một bộ nha mấy chị ơi. Bao giá rẻ nhất luôn á, 79.000. Này em nhập số lượng cho nên mới được giá cực kỳ rẻ. Rồi 79.000 một bộ hàng Quảng Châu giùm em nha. Mấy chị nhìn thấy cái bì đựng mà mấy chị biết hàng nó xịn cỡ gì rồi. 79.000 nguyên kẻ xít như thế này giùm em luôn, nó động lên màu cho mấy chị chọn nha. Từ 40 đến 60 kg đều mang vừa hết giùm em. Mặc vô giống như mặc một cái dâm vậy á, một cái áo liền quần vậy mấy chị ơi. Rồi màu em mặc, lấy màu đang mặc thì chốt em là màu đang mặc nha. Rồi màu này chốt em mẻ số 1 nè, mẻ 1. 79.000 một bộ. Cái này là vải vôn lụa nha mấy chị ơi. Vôn lụa mấy chị nhận hàng là ưng ý liền luôn, bao đẹp luôn á. À, cái bộ này đẹp ghê nè. Bộ này ở trước nó là cái bảng, còn phía sau là lưng thun. Còn cái bộ em mặc là trước sau đều là lưng thun hết luôn. Nói chung là phom vải đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Giá 79.000. Cái này giống như bán phá giá người ta mấy chị ơi. 79.000 cực kỳ là rẻ luôn nha. Tại vì em nhập được, em nhập số lượng cho nên được giá tốt. Có nhiều màu luôn. Rồi mẻ 1 cho Trần Hồng Vân. Mẻ 1 nè em, Trần Hồng Vân mẻ 1. Hòn Lan Trinh lấy mẻ số 1 đúng không? Hòn Lan Trinh mẻ 1 đúng không chị ơi? Lê Ngọc Anh Thi mẻ 1 nè em. Lê Ngọc Anh Thi mẻ 1. Áo dạ còn màu hồng với màu trắng nha chị Hà An ơi. Màu đen mặc cho chị Hồng Hà. Màu đen mặc Hồng Hà. Đâu ngon ngon, màu chị mặc cái này đâu. Cho chị lên đây luôn. Màu chị mặc nè, màu chị mặc. Cái kia đúng không? Màu đen mặt của Hồng Hà nè. 79.000 một bộ, mấy chị nhận hàng mấy chị không ghiền thì thôi á, rất là đẹp luôn nha. 79.000 cho Hồng Hà bộ đen mặt nè. Chị Hòn Lan Trinh ơi, chị lấy bộ đen mặt hay sao chị ơi? Chị Võ Thúy mẻ 1, Rosie mẻ 1. Võ Thúy mẻ 1, Rosie mẻ 1. Dạ ok chị Hà An. Đúng rồi, bộ rờ nha chị Hồng Hà. Rồi nha mấy chị ơi. Rồi lấy mẻ một nữa béo giùm em nha, gồm áo với là quần, quần là quần lưng cao, áo rộng rãi thoải mái giùm em nha. Đúng rồi, cái này 79.000 thôi, cực kỳ là rẻ luôn nha. Hàng Quảng Châu giùm em, tim mạc rất là đẹp luôn. Đúng rồi, bộ rồi nha. Rồi lấy mẻ một nữa chút em mẻ số 1, giá 79.000 một bộ nha. Từ 40 đến 60 kg mang vừa hết luôn. Vải rất là xịn, rất là đẹp luôn. Vải xịn đẹp cực kỳ. Mẻ một của chị Hoàng Lan Trinh mẻ 1 79.000. Rồi chị nào lấy nữa béo giùm em nha. Còn màu này nữa còn nha Lê Ngọc Anh Thi ơi. Rồi còn màu nữa nha. Bộ này lấy chút em mẻ số 1 nè. Mẻ số 1, mẻ 1 nha mấy chị ơi. Mẻ 1 giùm em nè. Mẻ 1 chị nào lấy nữa thì béo em nha. Đây, có rất là nhiều màu nha mấy chị ơi. Có nhiều màu cực kỳ luôn nha. Rồi cái này chốt em mẻ số 2 lên cục mẻ 2 này cho chị em. Mẻ số 2 giùm em nha. Mẻ số 2 màu xanh là bao đẹp luôn mấy chị ơi. 79.000 nha mấy chị. Rồi 79.000 giùm em nha, 40 đến 60 kg là bao vừa hết luôn. Cái này là hàng Quảng Châu giùm em. Từ đẹp từ cái bọc đến cái bì đến chất vải đến phom luôn nha mấy chị ơi. Mẹ có 79.000 một bộ thôi nha. Đó cái này giống em mặc mà nó là màu xanh. Rồi lấy cái này chốt em mẻ số 2, 79.000 mẻ 2 giùm em nha mấy chị ơi. Mấy cái họa tiết này lên rất là sang luôn nha. Rồi chốt liền em mẻ 2 nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg là mang vừa hết giùm em luôn. Chốt liền em mẻ 2 giá 79.000. Rồi mẻ 2 giá 79.000, mẻ số 2 giùm em nha. Mẻ 2 79 nè. Rồi mẻ số 3 giùm em, vải đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi, em lên màu hết luôn nè. Rồi mẻ số 3 vải là chất, vải là vải vôn nha Thoại My ơi. Vôn mà dạng vôn lụa rất là dày dặn, rất là mịn, rất là đẹp luôn. Rồi cái này chốt em mẻ số 3. 40 đến 60 kg là men vừa hết giùm em luôn. Bộ này chốt mẻ 3, cái này sang cực kỳ luôn nè mấy chị ơi. Mẻ số 2 là màu này giùm em nha, mẻ 2 nè. Rồi mẻ số B là màu này, hàng Quảng Châu giùm em. Chất vải bao đẹp luôn nha, giá 79.000. 79.000 một bộ nha mấy chị ơi. Cái này không lấy là tiếc luôn á. Cái này có những shop khác người ta đang rê bé 100 mấy một bộ mấy chị ơi, không có rỉ đâu. Rồi cái này lấy chốt giùm em mẻ số B nha. Mẻ số B, mẻ số B 79.000 mẻ B nha mấy chị ơi. Lấy mẻ B, chốt em mẻ số B giá 79.000 mẻ B. Rồi 79.000 mẻ số B giùm em nha, mẻ số B nè. Rồi cái này mẹ số 4 giùm em, mẹ số 4. Mấy cái họa tiết này sang cực kỳ luôn mấy chị ơi.
Vải beo mịn beo đẹp luôn nha, mã số 4. Sang lắm luôn. Quần của nó có hai túi hai bên nữa nè. Rồi cái này chốt em mã số 4 nha mấy chị ơi. Mã số 4 giùm em nha. Mã số 4 giá 79.000, chốt liền em mã số 4 giá 79.000 mấy chị ơi. Đó, 79.000 mã 4 giùm em nha. Chất vải vô lụa là rất là mịn, rất là đẹp, hàng rất là xịn luôn. 79.000 mẫu này chốt em mã số 4 nha. Mã số 4. Rồi số 4 79 nha mấy chị ơi, mấy họ tiếng này mặc lên sang lắm luôn. Số 4. Em rút màu hết rồi luôn mày. Ngon. Mã số 4 giùm em nha mấy chị ơi. 1 2 3 4. Mã số 4 thoại mi. Số 4 ở dưới lá dưới ngon ngon que lấy luôn ngồi đi ghi nè. Số 4 cho thoại mi nha. Số 4 đây nè. 4 thoại mi rồi, cái này chốt mã 5 giùm em nha. Có đầm luôn nha, sợ like Nguyễn ơi có đầm luôn. Chia sĩ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi mã số 5, beo đẹp luôn. Mã số 5 giùm em nha. 40 đến 60 kg men vừa giá 79.000 một bộ. Hàng này rất là xịn, rất đẹp luôn nha mấy chị ơi. Rồi chốt liền em mã số 5 nha. Form từ 40 đến 60 kg là men vừa luôn nha chị bé bồn bồn ơi. 40 đến 60 kg đường men vừa em nha, beo thoải mái luôn á, rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy chốt cái này giùm em là mã số 5, họ tiếng này cũng sang hết luôn mấy chị ơi. Họ tiếng này cũng sang hết luôn nha. Giá 79.000 cái này beo giá luôn á, beo rỉ beo đẹp giùm em luôn. Rồi, 79.000 cái này chốt em mã số 5 nha mấy chị ơi. Chốt em mã số 5 nha, giá 79.000 mã 5. 79.000 mã số 5 giùm em nha. Chị nào lấy 5 chốt 5 giùm em. Mã 5 nha, xong cái này rồi em mới lên đầm nha. Rồi mã số 5 giùm em nha, chờ lấy 5 chốt mã số 5, hàng Quảng Châu vải beo đẹp 79.000 cả bộ luôn. Cái này chốt em mã số 5 nha mấy chị ơi, mã 5. Mã 5 giùm em nha, mã số 5. Rồi mã số 6 là cái này nha mấy chị ơi, mã 6. Mã 6 này cái quần này có cái nơ cột luôn. Mã số 6 40 đến 60 kg men vừa em chốt liền em mã 6 nha mấy chị ơi. Mã 6. Beo đẹp luôn, mã số 6 cái này là hình đó, đẹp lắm luôn nha. Rồi chốt mã số 6 giùm em nha mấy chị ơi. Giá 79.000 mã số 6 nha, chờ lấy bộ này chốt em mã số 6. Giá 79.000 mã 6 giùm em nha, 79.000 mã 6. Đây nha mấy chị ơi, lưng là lưng thun giùm em nha. Đó, beo rỉ beo đẹp luôn. 79.000 cái này mấy chị mua bộ đồ này về mấy chị mặc mấy chị ghiền luôn á, thiệt sự. Vải của nó rất là mịn, rất là mát luôn nha. Mã số 6 cho phun bắt em. Mã 6 giùm em nha mấy chị ơi, 40 đến 60 giùm em. Vả đẹp cực kỳ luôn mà có 79.000 nguyên kẻ xít luôn. 79.000 nguyên kẻ xít giùm em nha. Rồi a lấy chốt liền giùm em mã số 6. Số 6 nha mấy chị ơi, số 6. Vừa nha Phương Bắc ơi. Cái gì 1,5m mà 63 kg không vừa đâu Phương Bắc ơi, chị sợ. Cái này nói chung là cũng vừa nhưng mà sợ nhiều khi người lớn người ta có bắt tay này nọ rồi á, sợ nó khó chịu nha Phương Bắc. Chú thấy nó cũng rộng nè. Em đừng quên phun mắt nha, 1,5m mà 63 kg. Rồi cái này ai lấy chốt em mã số 6, 79.000 mã 6 giùm em nha mấy chị ơi. 79.000 mã 6 giùm em nha. Chị lấy mã 6 chốt mã 6. Rồi cái này chốt em mã số 7 nha mấy chị ơi, mã số 7. Mã số 7 giùm em nha. Đang mặc lại cái xít em đang like lên màu nè chị ơi. Rồi cái này chốt em mã số 7 nha. Em đang mặc lại cái set em đang lên màu này chị. Gồm áo với lại quần nha. Gồm áo với lại quần giùm em luôn. Giá 79.000 nguyên cả set luôn chị. Từ 40 đến 60 kg men vừa nha. Ok em Phương Bắc chị bỏ đây rồi á. Nghi 63 kg mất hồn. 63 kg mà mix 6 á thì còn sẽ vừa. Rồi cái này lấy chốt giùm em mã số 7 nha mấy chị ơi. Mã số 7 giá 79.000 mã 7 giùm em nha. Mẹ 7 giá 79.000 mẹ 7. Chị lấy mẹ 7 chốt em mẹ số 7 nè. Vải là vải von nha chị. Nói chung là von này hàng đẹp lắm luôn. Mấy chị nhận hàng mấy chị biết nha. Vải beo đẹp luôn mà có 79.000 một bộ thôi. Rất là xịn, rất là đẹp luôn nha. 79.000. Rồi chị nào lấy cái này chốt em mẹ số 7. Mẹ 7 giùm em nha. Để em lên hết màu luôn. Mẹ 7. Cái này nãy lên cho em chưa ha. Mẹ 7 của chị Hà Nguyễn. Một bộ mẹ 7 em. Hình béo béo nè. Mẹ số 7 chị Hà Nguyễn. Rồi này chốt mẹ số 8 giùm em nha. Nhận hàng là ghiền luôn thiệt sự. Rồi mẹ số 8 giùm em nha mấy chị ơi. 79.000 mẹ số 8. Mấy chị cứ yên tâm chất vải giùm em nha. Vải là rất là xịn, rất là đẹp luôn. Rồi mẹ số 8 giùm em nha mấy chị ơi. 79.000 cái họ tiết này chốt em mẹ số 8. Mặc vô giống như mặc một cái dâm gì á. Một cái áo liền quần vậy á. Rồi
Rồi chốt giùm em mã số 8 nha mấy chị ơi. Mã số 8 nha, giá 79 ngàn. Cái này chốt em mã số 8 nè. Số 8 nha mấy chị ơi. Rồi còn một màu nữa là hết mẫu nha. Còn một màu nữa, cái này chốt em mã số 9. Rồi cái này chốt mã số 9 nha mấy chị ơi. Mã số 9. Rồi 79 ngàn. Cái này chốt mã 9 giùm em nha mấy chị ơi. 79 ngàn chốt em mã số 9. Đó, 40 đến 60 kg men vừa nha chị ơi. 40 đến 60 kg men vừa. Mã số 9 là màu này giùm em nha. Mã số 2 của Thùy Trinh. 9 nè. 8 7 6 5 4 3 2. Mã số 2 của Thùy Trinh nè, mã 2 của Thùy Trinh. Mã 2 của Thùy Trinh màu xanh này. Mã số 2 này, Thùy Trinh mã 2. Thùy Trinh mã số 9. Thùy Trinh mã số 9. Mã 1 còn nha Út Nebi ơi, mã 1 còn nha. Rồi số 9 của Rosie luôn, còn áo luôn nha chị. Rồi số 9 của Rosie luôn nè, số 9 của Rosie. Rồi chị nào lấy nó bé giùm em nha, em lên màu lại lần nữa rồi em chuyển mẫu. Số 1 là em còn 2 3 bộ là em hết luôn, mã số 1. Số 1 nha, số 1 đây. Mã số 1 là màu này. Số 1 là màu này giùm em nha, 79 ngàn. Nhiều khi mấy chị mua xong, mấy chị nhận hàng xong, mấy chị sẽ hỏi em ơi bộ này còn hàng không. Lấy thêm màu thiệt sự luôn á. Rất là đẹp và rất là mát luôn nha. Mẹ có 79 ngàn một bộ, nhiều khi bán rẻ quá mấy chị sợ vải hỏng đẹp. Nhưng mà do là em nhập được giá tốt cho nên là mới có giá rẻ nha mấy chị nha, chứ không phải là hàng xấu. Rồi cái này chốt liền giùm em mã số 1 nha mấy chị ơi. Mã 1 giá 79 ngàn nha. Ai lấy chốt liền giùm em mã số 1. 1 là màu này. Em còn đúng 1-2 bộ, mã số 1 là em hết hàng. Rồi số 1 giùm em nha. Số 1 là màu này nha mấy chị ơi. Số 1 nè. Số 1 nè nha. Số 1 79 ngàn mã 1 nè. Em lên màu lần nữa chị Hà Nguyễn mã 1. Lên màu lần nữa rồi em chuyển mẫu nha. Mã 1 chị Hà Nguyễn. Rồi mã số 1 của chị của Út Nebi. Mã 1 của Út Nebi nè. Mã 1 của Emeda Yên. Emeda Yên ghi lấy hàng giùm chị nha. Hàng em lâu rồi á. Rồi mã số 1 của Emeda Yên. Rồi cái này chốt giùm em mã số 2. Chốt em mã 2 nha mấy chị ơi. Bỏ áo ra em coi áo nè. Áo form rộng rãi thoải mái lắm luôn nha. Nó lại form nó dài xuống như thế này. Đây nha mấy chị ơi. Áo nha. Không có ngắn đâu, đừng sợ ngắn. Rồi mã 2 là giống màu em mặc. Mà giống kiểu giống cái họ tiếp đang mặc nhưng màu khác. Thùy Trinh là hồi nãy 2 bộ thôi em. Thùy Trinh là 2 bộ rồi nha em ơi. Rồi này chốt em mã số 2, vải là vải vôn nha. Vải vôn lụa hàng Quảng Châu, vải bao đẹp luôn. Cái này em nhập nhiều và em nhập được giá tốt cho nên là bán ra cực kỳ rẻ cho mấy chị nha. Và cái này là sỉ lẻ đều bằng nhau hết luôn chứ không phải là hàng xấu. Cho nên cứ đừng có sợ hàng em bán giá rẻ rỉ mà chị sợ hàng xấu là không phải nha. Bao đẹp luôn. Rõ này chốt em mã số 2 nha mấy chị ơi. Mã 2 em lên màu lần nữa rồi em chuyển mẫu nha. Rõ này chốt em mã số 2, 79 ngàn mã 2. Màu em mặc cho chị Hà Nguyễn nè. Màu em mặc 79 ngàn chị Hà Nguyễn. Rồi cái này chốt em mã số 2 nha mấy chị ơi. Mã 2 nè em lên màu lại luôn. Rồi cái này chốt em mã số 3, vải đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi, vải đẹp lắm luôn. Mã số 3 giùm em nha, 79 ngàn mã 3. Đó, 79 ngàn cái này chốt giùm em mã số 3 nha mấy chị ơi. Màu này mã số 3 giùm em nha, giá 79 ngàn, chốt giùm em mã số 3 giá 79 ngàn mã 3. Rồi 79 ngàn mã 3 giùm em nha, 79 ngàn mã 3, ai lấy chốt mã 3 giùm em 79 ngàn. Rồi cái này chốt em mã số 4 nha, 2 giờ chiều ký luôn chị. Ok em Thọ My. Rồi cái này chốt em mã số 4 nha mấy chị ơi. Số 4, số 3 chị Hà Nguyễn, số 3. Số 3 chị Hà Nguyễn. Rồi cái này chốt em mã số 4 nha mấy chị ơi. Số 4 giùm em nè, mã số 4. Mã số 4 giùm em nha, em lên màu lại lần nữa rồi em chuyển mẫu. Rồi chốt em mã số 4, số 3 Rosie luôn. Số 3 Rosie 79 ngàn. Bao rỉ bao đẹp rất là xịn mấy chị ơi. Cứ yên tâm giùm em nha, hàng nè. Đẹp xịn cực kỳ luôn. Rồi số 4 em đang cầm là số 4 nha mấy chị. Nhìn hàng là hàng Quảng Châu nè. Đẹp xuất sắc luôn nha. Đẹp từ cái bọc luôn á. Đẹp lắm luôn.
Chị Thùy Nguyễn mẹ số B lên lại giúp em địa chỉ số thoại nha chị Thùy Nguyễn ơi. Thùy Nguyễn mẹ B. Mẹ B là hồi nãy nha. Mẹ B là màu này nha. Mẹ B là màu này nha mấy chị ơi. Cái em đang cầm hồi nãy trên tay là mẹ số 4 nha. Cái này là mẹ B nè. Rồi mẹ B ai lấy nó thì báo em nha. Chị Thùy Nguyễn lên lại giúp em địa chỉ với số thoại luôn chị. Mẹ số B nè. Rồi cái này chốt em mẹ số 4 nha mấy chị ơi. Mẹ 4 79.000 mẹ 4 giùm em. 79.000 mẹ số 4 nha. Chờ lấy cái này chốt mẹ 4. Mấy cái họa tiết này lên sen cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Rất là sen luôn. Rồi cái này chốt liền em mẹ số 4 nha mấy chị ơi. Mẹ 4 họa tiết này mẹ 4 giùm em nha. Vả là bao mịn bao đẹp mấy chị nhận hàng lớn ý liền luôn. 79.000 một bộ giùm em nha. Hàng Quảng Châu 52kg bao vừa nha chị Trần Khánh Hòa ơi. Rồi ai lấy chốt liền giùm em nha. Mấy chị muốn mặc thẻ thùng mặc đóng thùng thì cũng được hết luôn. Rồi cái này chốt em mẹ số 4 nha. Số B của chị Hiền Nguyễn có dấu mẹ số B. Chị Huyền Nguyễn có dấu mẹ số B. Rồi này chốt em mẹ 4 nha mấy chị ơi. Cái này mẹ 4. Số B ai lấy thì bé em nha. Số B là họ tiết này. Số B nha mấy chị ơi. 79.000 mẹ số B. Rồi này chốt dùm em mẹ số 4 nha mấy chị ơi. Mẹ số 4 dùm em là hình này mẹ số 4 nha. Đó số 4. Số 4 nha mấy chị ơi. Số 4. Rồi màu này chốt dùm em mẹ số 5. Em lên lại màu một lần nữa. Rồi em chuyển mẫu. Rồi cái này chốt em mẻ số 5, họ tiết màu vàng nè, mẻ 5 giùm em nha, bao rỉ bao đẹp luôn mấy chị ơi. 79.000 một bộ, quần có 2 túi 2 bên luôn nha. Form 40 đến 60 kg mang vừa, chốt em mẻ số 5. Mẻ 5 nha mấy chị ơi, họ tiết màu vàng mẻ 5. Chị Thùy Nguyễn cho em địa chỉ luôn nha, Thùy Nguyễn ơi. Rồi cái này chốt mẻ số 5 giùm em nha, mẻ số 5. Mẻ số 5, số 4 chị Ngọc Trâm, mẻ 4. Mẻ 4 nè, chị Ngọc Trâm, mẻ số 4. Ngọc Trâm mẹ 4 giùm em nha, mẹ 4. Rồi ai lấy mẹ 4 thì bé mẹ 4, chị nào lấy mẹ 5 chốt mẹ 5 giùm em giá 79.000. Cái này mẹ 5 nha mấy chị ơi. 79.000 mẹ số 5 giùm em, quần có 2 túi 2 bên giá 79.000, hàng Quảng Châu nha. Quả đẹp cực kỳ luôn. Rồi cái này chốt em mẹ số 5, họ tiết này mẹ 5 nha mấy chị ơi. Họ tiết này mẹ số 5. Rồi cái hoa này, cái này mẹ số 6 giùm em nha. Mẹ số 6. Họ tiết này mẹ 6. Form 40 đến 60 kg mang vùi em luôn. 79.000 chốt mẹ 6. Cái quần này nó khác những cái quần kia. Quần này nó có nơ, có dây rút cho mình luôn. Chốt em mẹ số 6 nha. Mẹ 6, beo đẹp beo rỉ. Mẹ số 6 dùm em nè. Cái màu đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Màu đẹp lắm luôn. Rồi chốt liền dùm em mẹ số 6 giá 79.000 mẹ 6. Rồi 79.000 mẹ 6 dùm em nha. Số 5 của Thùy Trinh. Số 5 nè, màu này của Thùy Trinh một bộ. Ngon màu này, đỏ bi đừng gặp, đỏ bi. Rồi, Thùy Trinh mẹ số 5, số 5 là màu vàng này. Rồi cái này chốt mẹ 6 giùm em nha mấy chị ơi. 79.000 mẹ 6, ai lấy thì béo em nha. Dạ rồi, ok, giờ Thùy Nguyễn nè. Chụp Thùy Nguyễn cho em, số thoại địa chỉ. Rồi cái này chốt mẹ 6 giùm em nha. 79.000 mẹ số 6. 79.000 mẹ 6 nha mấy chị ơi. Tiếp mẫu cái này chốt mẹ 7 giùm em nè. Mẹ 7 em lên lại gần hết màu rồi, em chuyển qua mẫu khác luôn nha. Mẹ số 7 giùm em. Mẹ 7 này rất là xinh luôn á. Rồi chốt liền em mẹ số 7 giá 79.000 mẹ 7 nha mấy chị ơi. 79.000 chốt em mẹ số 7 giá 79.000 mẹ 7. Rồi 79.000 mẹ số 7 giùm em nha. Beo đẹp luôn. Cái này xinh lắm luôn. Số 7 giá Rosy. Số 7 giá Rosy số 7. Rồi chị nào lấy nó béo em số 7 nha mấy chị ơi. Nhận hàng là ưng liền liền thiệt sự. Mặc lên nó sang cực kỳ luôn á. Mà giá thì quét rỉ mấy chị ơi. Vải beo đẹp luôn nha. 79.000 rồi chốt liền em mẹ số 7 nha mấy chị ơi. Mẹ số 7 giùm em nha. Giá 79.000 mẹ 7. Rồi A lấy 7 chốt 7 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi giá 79.000 mẹ số 7 luôn. 79.000 mẹ số 7. Rồi số 7 giờ Tuyết Mai một bộ. Số 7 là chị Tuyết Mai. Rồi Rosy nhắn inbox cho tôi nha, bè đã quên nữa. Rosy cho em Tuyết Mai. Tuyết Mai rồi, chị Trần Khánh Hòa số 7. Rồi ok Rosy nè, nhắn tin nhắc tôi nha. Rồi số 7 của chị Trần Khánh Hòa. Lấy số 7 luôn bé em, số 7 nha mấy chị ơi, số 7. Rồi màu này mẻ số 8 giùm em nha. 79.000 mẻ 8 mấy chị ơi. 79.000 mẻ số 8 là màu này. Mẻ số 8 là màu này giùm em nha. 79.000 mẻ số 8 màu này. Lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Đó.
Xô tám màu này nha, mấy cái họa tiết này sang lắm luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy thì báo liền giùm em nha. Rồi, cái này chốt mã số 8 giùm em nè, mã số 8. Mã số 8 nha mấy chị ơi, số 8 nè. Số 8. Rồi số 9. Ok chị Trần Khánh Hòa dồn đơn ngày hôm qua. Rồi này chốt mã số 9 giùm em, số 9 còn 1 2 bộ là hết hàng luôn mấy chị ơi. Chốt mã số 9 giùm em nha, số 9. Số 9, số 9. Ok Út Nabi dồn đơn. Út Nabi à. Dồn đơn. Rồi này chốt mã số 9 giùm em nha mấy chị ơi. Mã số 9 giùm em nha. 79 ngàn, cái này chốt mẹ 9, mẹ 9 em còn vài bộ nữa hết luôn. A à, lấy béo liền giùm em mẹ số 9 giá 79 ngàn. Số 8 cho Thoại My. Số 8 là hình này, họ tiếp này. Thoại My số 8 nè. Rồi A à, lấy số 8, béo số 8 giùm em nha mấy chị ơi. 79 ngàn cực kỳ là rỉ và đẹp luôn nha. Để em... Alo. Chị chuyển tiền hàng giùm em nha, để gửi hàng hôm nay thứ sáu rồi nè. Dạ dạ rồi rồi em cảm ơn. Dạ dạ rồi 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 dạ 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 form 40-60 giùm em nha chị Phương Lam Nguyễn ơi. Rồi này chốt giùm em mẹ số số 9 nha, mẹ số 9 giùm em nè mấy chị ơi. Số 9 giùm em nha, phía sau quần này quần lưng thun hết rất là đẹp luôn. Số 9 giùm em nha mấy chị ơi. A à, lấy số 9, bé số 9 nha. Cái này có một bộ không hay là hai mấy bộ? Rồi có một cái màu này mã số 10 giùm em nha. Màu này mã 10 nè, nó lộn vô bộ hai bộ mã 10 nè. Mã 10 giùm em nha, mã số 10 màu này hồi nãy em chưa like luôn. Rồi cái này chốt em mã số 10 nha mấy chị ơi, 79.000 mã 10. Mã số 10 giùm em nè, mã 10, mã 10. Mã 10 giùm em nha. Coi lại nữa trời, mới qua rồi em đưa nhanh lên luôn một lần nha, chị cố gắng coi giùm em nè. Rồi này chốt em mã số 10 màu này hồi nãy giờ chưa like nha. Cái này nó giống cái kia mà kia là màu xanh, cái này là màu đỏ. Rồi mã số 10 giùm em, màu này mã 10, chị Hà Nguyễn mã 10 vải đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Chị Hà Nguyễn mã số 10. Rồi giờ lấy mã 10 béo liền mã 10 giùm em nha, 79.000 mấy chị mua là hết là rất là tiếc luôn nha. Rồi 79.000 mã 10 giùm em nha, beo rỉ beo đẹp luôn mấy chị ơi. Form thoải mái nè. Rồi chốt liền giùm em mã số 10 nha, mã 10 màu này mã 10, mã 10 nè. Mã 9 nè, em tua nhanh nha, rồi em qua mẫu khác luôn. Mã 9. Mã 9 nha mấy chị ơi, mã 9 nè. Mã 9 nha, 9. Rồi mã số 8 giùm em nha mấy chị ơi, mã số 8 là cái này. Mã 8 nha, 79.000 mã số 8. Số 8 giùm em nha, số 8 nè. Số 8 nè mấy chị ơi. Rồi cái này mã số 9. Số nhầm nhầm, số 7, mã số 7, cái này mã số 7 giùm em nha, mã số 7. Mã số 7 nha mấy chị ơi, mã số 7. Số 7 nè. Rồi cái này mã số 6. 6 nha mấy chị ơi, mã 6 giùm em nè, 79.000 mã 6. Đây 79.000 mã số 6 giùm em nha. À lấy bộ này chốt mã 6 nè. Đó em tua màu lại nha, mã 6. Rồi mã số 5, màu này mã số 5. Mã số 5 nha mấy chị ơi, mã 5 giùm em nè, mã 5. Mã 5 nha mấy chị, mã số 5. Rồi mã số 4 nè. Ok chị Mạnh Tú Xuyên xong cái này rồi này, chị em quay liền luôn nha. Xong này em quay liền luôn nè, mã số 4. 4 nha mấy chị ơi, mã 4 giùm em nè, mã 4. Đó, mã số 4 nha, số 4. Rồi số 3. Số 3 là màu này, số 3 hình như còn 1 2 bộ nữa là hết. Số 3 giùm em nha, số 3. Rồi số 3 nha mấy chị ơi, số 3. Số 3. Rồi số 2, rồi hết màu nha, màu em mặc nữa là hết màu luôn. Rồi số 3 giùm số 2 giùm em trước, cái này số 2, số 2 nha, số 2. Đó rồi màu nha chị Phương Lam, lấy cái gì béo em, số 2. Rồi chị nào lấy màu gì béo em, rồi gọi cái đó lại đưa mấy kêu qua chị, mấy hàng chưa like mở qua.
giùm em nha mấy chị ơi. Số 8 cho chị Phương Lam Nguyễn nè. Số 8 cho chị Phương Lam Nguyễn, số 8 nè em. Số 8 chị Phương Lam Nguyễn, số 8. Đúng rồi, số 8 chị Phương Lam Nguyễn nè. Số 9 của chị Ngô Bảo Văn Truyền. Số 9 màu này ở dưới còn em. Số 9 chị Ngô Bảo Văn Truyền nha, số 9. Rồi ai lấy đứa bé em nha mấy chị ơi, ai lấy đứa bé giùm em nha. Rồi áo này. Rồi áo này giùm em. Một cái duy nhất nha mấy chị ơi, vải beo xịn beo đẹp luôn. Cổ viết giùm em nha, form 60 kg đổ lại mang vừa giá 95.000. Chờ lấy áo xanh chốt em, áo xanh giá 95, hàng này rất là xịn luôn nha mấy chị ơi. Beo xịn beo đẹp luôn nha, giá 95.000 một áo. Ai lấy chốt liền em áo xanh nha, 95.000 áo xanh. Cho coi lại được không em, nãy giờ em tua đó quá chừng luôn. Rồi cái này chốt em mẻ số cái này chốt em áo xanh nha mấy chị ơi, giá 95.000 áo vít hàng Quảng Châu giùm em nha. Tay của nó hơi phồng phồng, từ 40 đến 60 kg mang vùi em luôn nha. Chị Tuyết Trinh Nguyễn, cái này gì mặt sen này chị. Chị Tuyết Trinh Nguyễn này, Tuyết Trinh Nguyễn. Rồi chân váy này đúng một cái nha mấy chị ơi, chị lượm đợi em tí nha, xong em tua lại cho coi. Rồi này chốt em là chân váy form 56-57 kg lại men vừa, giá 85.000 có quần bên trong luôn. Ai lấy chân váy chốt em chân váy nha, giá 85.000 chân váy có quần bên trong nha mấy chị ơi. Có quần bên trong giùm em nha, 85.000 chân váy mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy chân váy chốt liền em chân váy nha, giá 85.000 chân váy. 95, cái đó 95. Rồi chân váy này giá 95 giùm em nha mấy chị ơi, giá 95.000. Ai lấy chân váy chốt em chân váy giá 95 nha. Chân váy giá 95.000. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Vai cũng được, mấy chị mặc cổ tròn bình thường cũng được nha. Giá 85.000 áo sọc này em nó có xỉ phía trước nè mấy chị ơi. Áo này xỉ phía trước giùm em nha, form rộng rãi thoải mái, từ 40 đến 60 kg mang vùm em luôn, mặc lọt vai hoặc là mặc bình thường cũng được nha. Giá là 85.000 áo giùm em xỉ. Rồi giờ lấy áo này chốt em áo sọc, giá 85.000 áo sọc nha mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu, vải beo mịn beo đẹp giùm em luôn. A à, lấy chốt em sọc 85.000 sọc nha mấy chị ơi. Sọc 85.000 sọc. Sọc 85.000 giùm em nha mấy chị ơi, nó có xỉ giùm em nha. Đó, form giấu quần luôn, rộng rãi thoải mái, từ 40 đến 60 kg là men vừa hết giùm em áo này luôn. Hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Này chắc của nó xịn nhịp cực kỳ luôn nha. 85.000 áo giùm em nha, sọc nâu. Sọc nâu và có hình Mickey phía trước nha mấy chị ơi. Giá 85.000 giùm em áo này nha. Xỉ phía trước, áo này có xỉ phía trước. Rồi chị nào lấy áo sọc, chốt em áo sọc giá 85.000 áo sọc nha. Sọc 85.000. Sọc 85.000 giùm em nha mấy chị ơi. A à, lấy sọc chốt sọc giùm em nha. 85.000 sọc. Sọc giùm em nha mấy chị ơi, 85.000 sọc nè. A à, lấy sọc chốt sọc. Chị nào lấy sọc và bé sọc giùm em nha, giá 85.000 sọc. Ngon cái đầm này màu nè, với đâu em đầm này, đầm đây nè, đầm đây nè. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi em quay mẫu đầm nè, đầm này có màu hồng với lại màu, rồi thấy bên này rồi, ngon ngon khỏi tiền. Màu kẹp hoa sữa, màu hồng ruốc, hai màu giùm em nha. Đầm này giá 135.000, đầm này đầm dạng đầm cổ vuông nha mấy chị ơi. Đầm cổ vuông giùm em nè. Đầm này đầm cổ vuông.
Form 40 đến 57 58 kg là men vừa cái đầm này giùm em luôn. Giá 135.000 nha mấy chị ơi. Rồi đầm này em có hai màu nha mấy chị ơi. Màu em mặc là màu hồng. Màu em mặc là màu hồng nha. Với màu này là màu kè phô sữa hai màu. Hồng với lại kè phô sữa hai màu giùm em. Giá 135.000 một đầm nha mấy chị ơi. Form 57 58 kg trở lại là men vừa cái đầm này luôn. Đây nha, 57 58 kg trở lại là men vừa đầm này giùm em luôn. Có màu kè phô sữa với lại màu hồng hai màu nha mấy chị ơi. Hồng với lại kè phô sữa hai màu, giá là 135.000 một đầm giùm em nha. Kè phô sữa với hồng hai màu giá 135. Giá của nó dài như thế này nha mấy chị ơi, dài 57 58 kg trở lại men vừa đầm này giùm em nha. Chị lấy đầm này chốt em đầm. Màu hồng, màu kè phô sữa hai màu. Màu hồng của Phan thì Thu Hiền màu hồng. Ok, Phan thì Thu Hiền dồn đơn ngày hôm qua. Rồi Phan thì Thu Hiền màu hồng nè. À lấy hồng rồi béo hồng giùm em nha. À lấy kẹp phô sữa thì bé em kẹp phô sữa nha mấy chị ơi. Coi đầm xám phía sau. Ok, vỏ nhật nè. Vỏ nhật coi đầm xám phía sau. Rồi em còn màu kẹp phô sữa nha mấy chị ơi. À lấy thì chốt giùm em màu kẹp phô sữa nha. Giá 135.000 màu kẹp phô sữa. Đầm xám hàng Quảng Châu keo cắt vải beo đẹp luôn em ơi. 56 57 kg trở lại men vừa giá 135.000. Cái đầm này có một cái duy nhất mà nha. Đầm này có đúng một cái duy nhất luôn, giá 135. Phía trước nè, ngọc nè, vải hàng hai lớp beo xịn beo đẹp luôn. Một cái duy nhất giá 135.000 đầm xám. Rồi chị nào lấy xám thì chốt em xám 135 nha mấy chị ơi. Xám giá 135.000 một cái duy nhất. Rồi ai lấy xém chốt xém giùm em nha, beo rỉ beo đẹp luôn mấy chị ơi, hàng hai lớp nha, dạng maxi dài hai lớp. Rồi form 40 đến 56 57 kg trở lại men vừa hết giùm em luôn, ngang eo là bo thun nha, giá 135, hàng beo xịn beo đẹp luôn. Rồi chị nào lấy xém chốt em xém mấy chị ơi, cho chị coi lại bộ đùi đi em. Ok chị Huỳnh Thị Lượng nè. Rồi xém giùm em nha mấy chị ơi, ai lấy xém chốt em xém 135. Rồi xém nhé 135.000 giùm em nha. Xém 135 nha mấy chị ơi. À lấy chút xém 135 giùm em nè. Chị Huỳnh Thị Lượng coi lại bộ vậy rồi chị, đợi em xíu nha. Này cái này của Phan Thị Thu Hiền, 135 Phan Thị Thu Hiền. Đầm xém này một cái duy nhất giùm em nha mấy chị ơi, beo đẹp luôn, mặc lên rất là sang, rất là đẹp luôn nha. Hàng tới hai lớp nha mấy chị ơi, hàng hai lớp, beo đẹp luôn. Giá 135 cái đầm xém này giùm em nha. Chị lấy đầm xém, chốt đầm xém có một cái duy nhất thôi nha mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu vải beo đẹp luôn. Chị Huỳnh Thị Lượng ơi, em lên màu một lần nữa chị coi nhanh rồi chọn màu giùm em nha chị. Tại vì mẫu này hồi nãy giờ em like nhiều rồi. Mẫu này nãy giờ em like đi là 2-3 lần rồi á. Rồi này chốt em mẻ số 10, 79.000 mẻ 10 nha chị ơi. Cái này lấy nhiều mặt nè. Vải đẹp cực kỳ luôn, 3 mét luôn nha. Rồi 79.000 chốt em mẻ số 10 nha chị. 79.000 mẻ 10. Rồi 79.000 mẻ 10 giùm em nha. Em lên màu lại nè chị ơi. Mẻ 10 giúp em nha, mẻ 10. Mẻ 10 nè. Mẻ 10. Rồi mẻ số 9 em, số 9 nha mấy chị ơi, hình như số 9 còn bộ cuối cùng nè. Mẹ số 9 giùm em nha, mẹ 9, ai lấy mẹ 9 chốt giùm em mẹ số 9. Dạ rồi ok chị nè. Rồi cái này chốt mẹ số 9 giùm em nha. Rồi, mấy chị đợi em tí nha, em lên lại cái set này xong em chuyển mẫu liền luôn. Rồi mẹ số 9 màu này, mẹ số 9 giùm em, giá 79.000 mẹ số 9 nha mấy chị ơi. 79.000 một bộ cái này mẹ số 9 giùm em. Số 9. Rồi số 8 giùm em nha mấy chị ơi. Số 8 giá 79.000 mẹ số 8 giùm em luôn. Rồi 79.000 mẹ số 8 nha. Số 8. Ngon ngon em vô lấy hàng ra ngon. Hàng đầm chứ là áo á. Chứ là áo. Áo bông áo đồ mà cái lẻ lẻ mà chị chưa like. Rồi cái này chốt em mẹ số 8 nha mấy chị ơi. Số 8 giùm em nha mẹ số 8. Mẹ số 8 giùm em nha, số 8 nè.
Rồi cái này chốt mã số 7 giùm em nha, mã số 7 79.000 mã 7. Rồi 79.000 mã số 7 giùm em nha, 79.000 mã 7. Mã 7 nói chung là hàng quả bao đẹp luôn nha. Mà giá thì quá rẻ, số 7. Rồi cái này chốt em mã số 6 nè, mã số 6. Mã số 6 nha mấy chị ơi, mã số 6. Vải là vải vôn lụa nha chị, hàng Quảng Châu, vải vôn lụa. Cái này em nhập được giá rẻ rồi làm bán giá rẻ cho mấy chị nha, chứ không phải là hàng xấu. Rồi cái này chốt giùm em mã số 6 nha mấy chị ơi, số 6. Số 6 nha, mã số 6. Vải này nhận hàng là ghiền luôn á. Rồi mã số 7 giùm em nha, mã số 7. Mã số 7 79.000 mã 7. Rồi 79.000 mã số 7, màu này mã 7 giùm em nha. Màu này mã số 7 nè. Số 7. Nhầm chị, cái này là số 5 giùm em nha, số 5, số 5 nha chị, số 5. À lấy cái này chốt mã 5 nha, chốt mã 7 là nhầm á. Chốt mã 5, mẫu này chốt mã 5 giùm em nha. Rồi cái này chốt em mã số 5 nha, cái này chốt mã 5. Mã 5 nha mấy chị ơi, 79.000 mã 5. Rồi mã số 4, 79.000 mã 4. Vải bao đẹp luôn mấy chị ơi, nhận hàng là ghiền nha, mà giá thì cực kỳ rẻ. Rồi này chốt mã số 4 giùm em nha, mã 4. Mã 4 nha mấy chị ơi, mã 4. Mã 4 nha, mã 4. Rồi mã số 3. Số 3 giùm em nha, mã số 3. Rồi số 3 mấy chị ơi, mã số 3. Mã số 3. Rồi cái này mã số 2. Mã số 2 giùm em nha, số 2. Số 4 cũng bỏ nhọt em. Số 2 là màu này. Số 2. Số 2 nè. Số 3 nè, số 4 là màu này của vỏ nhọt. Số 4 của vỏ nhọt nè, màu này. Rồi đúng rồi. Số 4 của vỏ nhọt nha, 79.000. Rồi ai lấy thì báo em nha mấy chị ơi. Cái này số 2 nha, rồi này số 3. Ai lấy thì báo em nha, 79.000 bộ. Rồi đầm em mặc 135.000 một cái duy nhất nha. 40 đến 57 58 ký men vừa luôn á, rất là xịn, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Hàng hai lớp nè. Hàng hai lớp giùm em nha, bao rỉ bao đẹp luôn, tay của nó là kiểu là rất là xinh luôn nha. Xám với 135.000 đầm xám. 678 của chị Huỳnh Thị Lượng. 2, 3, 4, 5. Rồi số 6 nè em, số 6. Số 6. Số 7. Số 7. Rồi số 8 cho chị Huỳnh Thị Lượng nè, số 8. Tám rồi nha chị. Ok chị Huỳnh Thị Lượng nè. Rồi chị nào lấy cái đó thì béo em nha. Đầm em mặc một cái duy nhất, giá 135, hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Ai lấy chút em đầm xám với 135 đầm xám nha mấy chị ơi. Đầm xám với 135.000 đầm xám giùm em nha. Chị nào lấy xám chút xám 135. Xám 135 xám giùm em nha. Ai lấy chút xám với 135.000 đầm xám. Số 8 còn luôn nha, vỏ nhật ơi, vỏ nhật lấy số 8 luôn nha. Dạ rồi, ok chị Huỳnh Thị Lượng nha chị ơi. Bộ đó là bộ vải, vải vôn lụa nha mấy chị ơi. Số 8 cho vỏ nhật luôn em. Số 8 cho vỏ nhật luôn nha em ơi, số 8 là màu này, cho vỏ nhật luôn nè, ngân đây nè. Vỏ nhật luôn nha. Coi lại số 8 y rồi, ok em nè. Từ từ ghi. Rồi áo sọc này một cái duy nhất, form 40 đến 60 kg men vừa. Nó rút dây ở dưới giùm em nha. 85.000 chốt em mẻ sọc. Mấy chị lưu ý giùm em là phía dưới của nó là cái hình của nó là nó cách điệu như thế này nha, chứ không phải là giống như những cái áo kia nó bị dính rồi nó bị lột ra là không phải nha. Kiểu phía trước của nó là như thế này. Đó. Giá 85.000 giùm em nha. Ai lấy sọc chốt sọc. Bo dưới nha. Sọc 85.000 chờ lấy chốt sọc 85 giùm em. Một cái duy nhất nha mấy chị ơi. Rồi ok vỏ nhọt nha em, số 8 đây nè. Đúng chính xác màu rồi nha em. Số 8 nè, ghi em vỏ nhọt.
Rồi số 8 cho vỏ nhọt nha. Vỏ nhọt. Yên tâm hay không có bị lộn lộn màu đâu. Em bỏ rất là kỹ. Rồi que mẫu luôn nha mấy chị ơi. Que mẫu nè. Sọc cho chị Hà Nguyễn 85.000. Chị Hà Nguyễn sọc. Hà Nguyễn sọc nè em. Chị Hà Nguyễn sọc. Đây nha chị ơi. Chị Soli Huỳnh ơi. Cái quần như thế này. Cái áo như thế này dùm em nha. 79.000 kẻ bộ. 79.000 kẻ bộ dùm em nha. Đó 79.000 kẻ bộ nè. 79.000 kẻ bộ nha chị. Đó, nếu như mày muốn coi màu thì báo em nha. Vải là vải von lụa, form 40 đến 60 kg đường men vừa, giá 79.000 một bộ nha chị. 79.000. Rồi chiếc áo giá 85.000 kẻ ship giùm em nha mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu giùm em nha, vải rất là đẹp luôn, mẫu này đang rất là hot hit nha. Bên trong gồm cái áo hai dây đen bên trong. Áo này form từ 40 đến 60 kg men vừa giùm em luôn nha. Áo hai dây lót bên trong nhưng mà chất của nó cũng rất là xịn luôn nha mấy chị ơi. Chất cũng rất là xịn luôn nha. Áo này có thể mặc không với lại quần sọc rin cũng được nè. Rồi với lại một cái áo này ở bên ngoài. 85.000 nguyên kẻ set luôn. Ai lấy set này chốt em là set áo 85 nha mấy chị ơi. Set áo giá 85.000 nguyên kẻ set giùm em nha. Rồi nguyên kẻ ship luôn giá 85.000 dùm em mẫu này. Ai lấy chốt liền dùm em nha mấy chị ơi. 85.000 nguyên một ship. Và form 40 đến 60 kg đường men vừa ship này hàng Quảng Châu dùm em nha. Form 40 đến 60 đường men vừa ship đó nha mấy chị ơi. Chị đã lấy ship thì chốt em ship nha. Giá 85.000 nguyên kẻ một ship luôn. 85.000 nguyên một ship luôn nha mấy chị ơi. 85.000 nguyên một ship luôn. Ai lấy thì báo em nha. 85.000 nguyên cái ship thì nó lấy ship béo ship. Rồi đầm hồng giá 135.000 một đầm giùm em. Cái này form 40 đến 60 kg đường men vừa nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg đường men vừa. Cái này em mới lấy ra nó hơi nhăn. Phía trước của nó là nút như thế này giùm em nha. Nút nè mấy chị ơi. Phần sau của nó là hở lưng nhưng mà khi mình mặc vô người mình nó căng ra, nó không có hở nhiều nha. Đó. Phía sau nó như thế này nè, cái này mặc ngang qua, nó căng ngang qua lưng của mình, nó không hở gì hết nha. Giá là 135.000 một đầm. Form 40 đến 60 kg đường men vừa nha. Chị lấy đầm hồng chốt em đầm hồng. Giá 135.000 đầm hồng nha mấy chị ơi. Rồi đầm hồng giá 135 đầm hồng giùm em nha. Ai lấy chốt giùm em đầm hồng giá 135. Đây nha mấy chị ơi, vải rất là mịn, rất là đẹp luôn. Cái này hàng Quảng Châu giùm em nha. Giá 135 đầm hồng. Chị lấy đầm hồng chốt hồng 135. Hồng 135.000 đầm hồng. Form 52 kg trở lại là men vừa. Form 52 kg trở lại là men vừa. Cái này giùm em nha. Chị lấy cái này chốt giùm em là đầm 2 dây caro, mặc lên rất là xinh luôn nha mấy chị ơi. 2 dây nè, cổ của nó nè mấy chị ơi, nút nè và xoắn cái phần ở giữa ngang eo nha, rất là xinh luôn. 52 kg trở lại men vừa giá 135.000. Đầm hồng cho chị Liên Kim đầm hồng. Rồi cái này ai lấy chốt em caro 135.000 caro. 135 caro giùm em nha, 135 caro. Đây. Nút như thế này nha mấy chị ơi, nút nè rất là đẹp luôn, xoắn ở phía trước, tầm 52 kg trở lại là men vừa, giá là 135.000 một đầm. Chị nào lấy 2 dây caro chốt em là 2 dây caro nha. Mẫu này rất là đẹp luôn mấy chị ơi, 135 giùm em nè. Chị Hà Nguyễn 135 nè em. Em có màu đen với màu vàng hai màu, bao đẹp luôn. 54 kg trở lại men vừa đầm này giùm em. Có màu đen nè mấy chị ơi, có hai dây cột ra phía sau luôn, hai dây cột ra phía sau luôn, hàng Quảng Châu, vải bao xịn bao đẹp giùm em nha. Rồi giá 135.000 có màu đen với màu vàng hai màu. Rồi màu đen là form 52 53 kg trở lại men vừa.
Màu đen là 53 54 kg là em mang vừa, màu vàng là 56 57 kg trở lại giùm em nha. Màu vàng là 56 57 kg trở lại giùm em, màu đen là 53 54 kg trở lại. Rồi giá 135.000 một đầm giùm em nha. Hàng Quảng Châu, chất quả của nó rất là xịn, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. Có dây cột rê sâu nha, em mình tới đâu mình cột tới đó giùm em nè. Đó, màu vàng giùm em nha mấy chị ơi, 135.000 màu vàng. Rồi vàng 135 đầm vàng giùm em nha, giá 135.000. Đây, a à, lấy vàng chốt vàng 135 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi vàng 135, vàng 135 giùm em nha, chị lấy chút em vàng 135.000 đầm vàng à. Bao đẹp luôn nha, màu đen nữa. Màu đen là tầm 52 53 kg, 53 54 kg trở lại, màu vàng là 56 57 kg trở lại giùm em. Rồi vàng a à, lấy béo giùm em nha mấy chị ơi, đen là chị vừa cho chị Trang Hà. Đen này chị mang vừa. Rồi a à, lấy béo giùm em nha, màu đen màu vàng hai màu. Vải này nhận hàng ưng ý liền luôn mấy chị, mặc đi chơi mặc đi làm gì cũng được hết luôn nha. Vải rất là mịn rất là đẹp giùm em luôn. A à, lấy béo liền giùm em nha mấy chị ơi. Đen vàng hai màu 135.000 một đầm. Hàng này cứ nhận hàng là ưng ý liền luôn nha. Vải nó rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Mà giá thì cực kỳ là rẻ luôn nha. Bao dày dặn luôn á. Giá 135.000 một đầm, dày dặn cực kỳ luôn. Rồi đen vàng hai màu 135. Chị lấy đầm này chốt giùm em nha mấy chị ơi, đen vàng hai màu 135.000. Rồi đây nha, chị nào lấy bé em đầm kìm màu nha, 135 đầm kìm màu. 135 đầm kìm màu giùm em nha mấy chị ơi. Đen với lại vàng hai màu giá 135.000. Đầm này giùm em nha mấy chị ơi, giá 135.000 và form 55 56 kg trở lại men vừa. Cái này đâu có cái tép đâu em, cái tép ngọc á. Rồi 55 56 kg trở lại men vừa cái đầm này giùm em, nó tặng kèm mình một cái tép nha mấy chị ơi, cái tép ngọc phía trước nè, chị nào sơ hở thì cài lại đây. Cái này giùm em nha, chị nào sơ hở thì cài lại một cái tép này nè, đó rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Cài phía trước, chị nào mặc sờ hở ngực á, kiểu này nó sẽ hơi hở ngực một xíu, mà chị nào muốn mặc kín đáo luôn thì mặc xong mình cài cái tác này ở phía trước giùm em nha, là nó sẽ không hở gì hết luôn nha mấy chị ơi. Giá là 135.000 đầm này, em còn đúng một cái cuối cùng luôn. Rồi form là 55 56 kg trở lại là men vừa cái đầm này giúp em nha. 55 56 kg trở lại là men vừa đó, nó xoắn cái phần chỗ này chi bụng mình nha, chi bụng là chuyện là bụng mày to rồi, eo mày không có được nhỏ rồi á, chi hết cho mình luôn. Rồi ở sau là có sỉ giùm em nha, phần sau là có sỉ nha mấy chị ơi. Giá là 135.000 đầm này, chị nào lấy đầm chốt đầm giùm em nha, chốt em đầm nè, đầm xoắn ở phía trước nha. Giá 135 tặng kèm cái tag này luôn, beo rỉ beo đẹp luôn nha mấy chị ơi, 135.000. Rồi a à, lấy chốt em đầm nha, đầm cái này dạng như là màu gạch nha mấy chị ơi, màu gạch á, giá 135.000 màu gạch giùm em nha. A à, lấy chốt liền giùm em nè mấy chị ơi, 135.000. Rồi 135, 135 giùm em nha. A à, lấy chốt liền giùm em đầm màu gạch 135.000. Rồi em có cái tag vô chị nè, 135.000 giùm em nha, 135. A à, lấy chốt em 135. Rồi em qua mẫu này, giá là 135.000 một đầm. Đắp chiếu giùm em nha mấy chị ơi, đắp chiếu. Form này á 57 58 kg trở lại men vừa giùm em luôn. 57 58 kg trở lại men vừa, em có màu đỏ đô nè mấy chị ơi. Đắp chiếu nha, màu đỏ đô. 135.000 một đầm. Kiểu đơn giản nhưng mà rất là sang, rất là đẹp luôn nha. 135.000 một đầm, màu này màu đỏ đô giùm em nè, đỏ đô. Đỏ đô, màu xanh giùm em nha mấy chị ơi, màu xanh. Đỏ đô nè, màu xanh nè. Xanh giùm em nha, 135.000 một đầm. Về form từ form 45 kg đến 57 58 kg là vừa luôn nha. Màu đỏ đô, màu xanh. Đỏ đô xanh, giá 135, vải rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Đỏ đô nè, xanh nè. Màu này với màu xanh này nữa. Ba màu.
cái này chốt em là xanh đậm nha, cái này xanh nhạt thôi, cái này xanh đậm nha mấy chị ơi. Giá 135.000, 5758 ký em vừa hết dùm em luôn. Có đồ ngủ tay dài không? Có nha chị Huyền Sushi ơi, có nha chị, đồ ngủ em có nhiều loại lắm. Đồ ngủ thun nè, đồ ngủ pyjama có luôn, pyjama kiểu kater có luôn nha chị. Rồi, đen hồi nãy chị vừa nha chị Trang Hè ơi, lấy thì béo em nha. Đen hồi nãy là vừa á. Rồi đầm này em có ba màu, xanh đậm nè, xanh nhạt nè, với màu đỏ đô luôn. Ba màu giá 135.000 một đầm dùm em nha. Chị nào lấy đầm chốt em là đầm kìm màu, giá 135 đầm kìm màu. Đây nha mấy chị ơi, cái này chốt em xanh đậm nha, xanh đậm. Lên thêm áo rồi chị. Rồi này chốt em xanh nhạt. Xếp 55 kg. Chị Trang Hè 55 kg. Cái đầm đó lại nằm size, đầm đó nằm size M á chị. Đầm đó lại nằm size M. Rồi cái này chốt em nha mấy chị ơi, xanh đậm xanh nhạt với màu đỏ be màu. Xanh đậm xanh nhạt màu đỏ be màu thì em nha, giá 135. Cái đó kêu lại nha, 135. Rồi cái đầm màu kem sữa nè mấy chị ơi, cái này em có một cái duy nhất nha. Form 57, 58 kg đổ lại men vừa, 40 kg đổ lên, 57, 58 kg đổ về dùm em nha. Đây, vải rất là xịn, rất là đẹp dùm em luôn. Kem sữa giá 135.000 dùm em nè. Chờ lấy chốt em kem sữa 135 kem sữa. Em cho mấy cái áo ho ho rồi ra luôn kia ngon à. Còn mấy cái bộ đồ pyjama á. Rồi kem sữa dùm em nha mấy chị ơi, kem sữa 135.000 dùm em nha, đầm dáng dài, beo đẹp luôn, đơn giản mà rất là đẹp nha mấy chị ơi. Rồi, 40 đến 57 58 ký men vừa cái này dùm em luôn. Kem sữa 135 dùm em nha. Chờ lấy chốt em kem sữa, cái đồ pyjama đây luôn nha. Rồi kem sữa 135 kem sữa dùm em nha, hàng dày dặn, beo rỉ, beo đẹp luôn, dáng dài giúp em nha mấy chị ơi. Giá là 135.000 một đầm. Cái vàng nút mặt beo xịn, beo đẹp luôn á, đẹp lắm luôn. Một cái duy nhất thôi nha, giá 135. Rồi chị nào lấy kem sữa chốt dùm em kem sữa 135 kem sữa nha mấy chị ơi. 135.000 một kem sữa. À lấy chốt kem sữa 135 kem sữa dùm em nha. 135.000 một kem sữa. Chị xem lại đen, ok chị Trang Hà. Rồi xếp xanh này giá 85.000, còn đúng xếp cuối cùng. Xếp xanh này em còn đúng một xếp cuối cùng nha mấy chị ơi. Còn đúng xếp cuối cùng nè. 85.000, form từ 40 đến 60 kg đều men vừa hết xếp này dùm em nha. Vải thun đẹp nha mấy chị ơi, thun đẹp nha mà giá có 85.000 thôi, cực kỳ là rỉ luôn nha. Gồm áo rồi với lại quần luôn. 85.000 nguyên kẻ xếp. Ai lấy chút em xếp xanh 85 nha mấy chị ơi, mặc lên cực kỳ dễ thương luôn. Rồi 85.000 xếp xanh, form 40 đến 60 kg đều men vừa. Đây nha mấy chị ơi. Ai lấy chút xếp xanh giùm em nha. Ai lấy chút em xếp xanh giá 85.000 xếp xanh. Rồi màu đen đây nha chị. Lấy đồ ngủ em xem chị rồi đợi xíu. Rồi xanh ơi, màu đen đây nha chị Trang Hè ơi. Đầm đen này nó có dây cột phía sau dùm em luôn nha. Cổ phối màu. Về phần trước nút nè, nói chung vải đẹp cực kỳ luôn. Hàng hàng Quảng Châu nha, vải beo xịn beo đẹp. 135.000 dùm em, 135. 135, 135 dùm em nha. Rồi chị lấy thì chốt em đầm đen 135 nha chị Trang Hè. Đầm đen 135 dùm em nha, lấy thì chốt dùm em nè. Đen 135. Xếp bộ đó chỉ có màu xanh thôi nha chị ơi, Mai Nguyễn ơi. Bộ đó chỉ có màu xanh thôi nha chị. Bộ đó chỉ có màu xanh thôi nha. Ok chị Trang Hè đầm đen 135 chị Trang Hè này. 135 màu đen chị Trang Hè. Rồi đồ ngủ là 95.000 bộ nha chị Hiền Sushi ơi. 95.000 một bộ giùm em nha. Chất vải bên em là vải kether. Kether lụa rất là dày dặn, rất là mịn luôn. Đầm đó 60 kg không vừa nha chị Mai Nguyễn ơi. Rồi cái này chốt em gấu nè, gấu xanh, cái này xanh đen nha, gấu xanh giùm em, gấu xanh. Giá là 95.000 một bộ, form 55 56 kg trở lại men vừa, từ 40 đến 55 56 kg men vừa giùm em nha. Giá là 95.000 một bộ mấy chị ơi.
Ê, áo là áo tay dài. Rồi quần dài luôn giùm em nha. 55-56 kg trở lại mang vừa, giá 95.000 một bộ. Bizeme này vải bên em á chị yên tâm nha, vải của nó dày dặn rất là mịn, rất đẹp luôn. Mặc nó không có khó chịu gì hết, rất là thoải mái luôn nha. Rồi gấu xanh giá 95 nha mấy chị ơi. À lấy gấu xanh thì chốt giùm em gấu xanh nha. Rồi 95.000 gấu xanh. Gấu xanh 95.000, xít xanh hàng Quảng Châu hả em? Xít xanh này là hàng thiết kế lên nha chị, không phải hàng Quảng Châu. Nhưng mà vải đẹp nha chị Mai Nguyễn ơi. Em có bán vải tầm bậy tầm bẹ đâu. Rồi cái này giùm em nha, cái này màu vàng. Màu vàng giùm em nha mấy chị ơi, chốt em là gấu vàng. Giá là 95.000 một bộ, form 55-56 kg trở lại men vừa. Giá là 95.000 một bộ giùm em nha, chốt em là gấu vàng, 95.000 gấu vàng. Rồi gấu vàng 95.000 gấu vàng giùm em nha, em lên màu nha. Cái này em lên màu luôn cho mấy chị nè, rồi em chuyển qua hàng khác. Rồi 95.000 chốt em gấu vàng giá 95 nha mấy chị ơi. 95.000 đồ ngủ bi xe me nha, 95.000 gấu vàng. Chờ lấy vàng bé em là gấu vàng giá 95 nha. Cái gì đợi em tí nha, em lên xong đồ ngủ rồi em chuyển qua hàng khác. Gấu vàng giùm em nha mấy chị ơi, 95.000 gấu vàng. Rồi màu xanh minh còn bộ cuối cùng, xanh minh giá 95.000 xanh minh. 95.000 màu xanh minh giùm em nha, 95.000 xanh minh. Đó, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. 95.000 màu xanh minh giùm em. Xanh minh giá 95 còn đúng bộ cuối cùng. À lấy xanh minh thì chốt em xanh minh, giá 95.000 xanh minh. Rồi 95.000 xanh minh nha mấy chị ơi, xanh minh 95.000. Màu là cái cọc đây là đủ màu luôn rồi đúng không em? Xanh minh. Rồi cái này chốt em là hoa nâu, giá 95.000 hoa nâu. Hoa nâu nha mấy chị ơi, nói chung là vải đẹp lắm, mấy chị mua cái hàng này bên em là yên tâm vải nè. Vải rất là đẹp luôn mà giá có 95.000 một bộ. Quần dài, áo tay dài và hàng là hàng full viền của em nha. Quần có túi và áo cũng có túi luôn. Rồi chốt liền giùm em hoa nâu giá 95.000 hoa nâu. Đây hoa nâu đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi, chốt liền giùm em hoa nâu giá 95 nha, đẹp lắm. Mặc ở nhà beo thoải mái luôn. Rồi 95.000 chốt em hoa nâu 95. Rồi cái này hoa vàng 95 gần hết màu nha mấy chị ơi, để em lên hết màu luôn xong chuyển qua hàng khác nha. Rồi hoa vàng 95.000 hoa vàng, beo đẹp luôn, có 95.000 để xếp. Rồi 95.000 chốt giùm em hoa vàng 95 hoa vàng. Hoa vàng 95 nha mấy chị ơi, hoa vàng 95.000 hoa vàng. Có thun dài tay có luôn nha Ngân Bi ơi, xếp xanh 60 kg mặc thoải mái nha chị Mai Nguyễn ơi, mặc thoải mái chị. Rồi chốt em hoa vàng nha. Thun tay dài chỉ có hai loại nha Ngân Bi ơi. Bộ về bộ thun tay dài quần dài có hai bộ. Có hai loại, một loại 75.000, một loại là 115.000. Bộ mà tay dài á, quần dài có hai loại. Dạ mặc beo vừa nha chị Mai Nguyễn ơi, mít 65 nặng 61 kg là beo vừa, xích xanh đó nha chị. 85.000 ship đó giùm em nha. Rồi này chốt em là đỏ gấu nha mấy chị ơi, đỏ gấu giá 95.000 đỏ gấu nha, bi xe me quần dài tay dài 95.000 chốt em đỏ gấu 95. Chị Mai lấy cái ship xanh đó thì béo em nha, em còn đúng ship cuối cùng á chị Mai ơi. Rồi cái này chốt em là gấu đỏ nha mấy chị ơi, gấu đỏ. Gấu đỏ nha, vải đẹp lắm luôn, có 95.000 bộ thôi nha. Gấu đỏ giùm em, gấu đỏ. Gấu đỏ nè. Rồi cái này là chốt giùm em, nó là mèo màu vàng nha, con mèo màu vàng nè, mèo vàng. Mèo vàng mấy chị ơi, 95.000 mèo vàng giùm em nha, 95.000 một bộ, 55-56 kg trở lại men vừa. Rồi này chốt em là mèo vàng. Mèo vàng nha mấy chị ơi, mèo vàng 95.000 mèo vàng. Mèo vàng nha, 95 mèo vàng quần nè. Đó, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. 95.000 chốt mèo vàng 95. Mèo vàng 95 nha, mèo vàng 95. Chữ đỏ một màu đó nha chị ơi, có một màu nha chị Mai, xíu nó có một màu nha chị. Rồi chữ đỏ giùm em nha, hình này em bé màu vàng,
Em bí màu vàng giùm em không nha, chị nào muốn coi thì em bung ra. Em bí màu vàng. Cái này mắt kính màu đỏ giùm em, mắt kính màu đỏ nha. Đó, 95.000 bộ. A lấy bé nha mấy chị ơi. 95.000 một bộ ngủ nha, A lấy bé với em. Rồi cái này chú em là xanh trái dâu nha, bộ màu xanh trái dâu beo đẹp luôn. Rồi bộ màu xanh trái dâu giùm em, xanh trái dâu. Xanh trái dâu nha mấy chị ơi, 95.000 bộ chú em xanh trái dâu. Đây nha mấy chị ơi, xanh trái dâu giùm em, xanh dâu. Màu xanh đen họ tiết là trái dâu beo xinh luôn. Quả đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Chốt em là xanh dâu nha. Giá 95.000 cả bộ xanh dâu. Xanh dâu nha mấy chị ơi. A lấy chốt xanh dâu 95.000 xanh dâu. Xanh dâu nha. Đỏ này là đen tim. Rồi đen tim. Chị Hiền Sushi là gấu vàng. À, với lại mắt kính đỏ tay dài ok chị. Rồi, mắt kính nè, mắt kính đỏ nè, cái này tay dài quần dài hết đó chị. À, với lại là gấu vàng. Nè em chị Hiền Sushi, Hiền Sushi cho lại giùm em địa chỉ với số thoại nha chị Hiền ơi. Gấu vàng đây chị. 95.000 rồi gấu vàng chị Hiền Sushi luôn. Cho em coi kem đất ở sau đi chị. Ok em vỏ nhật. Rồi màu nè vàng vàng gấu nè chị Hiền Sushi cho em lại địa chỉ số thoại nha chị Hiền. Cho em coi kem đất ở sau đi chị. Kem đất đây nha vỏ nhật ơi. Đầm này đã tặng kìm một cái test ở phía trước nữa em. Đưa test lại em chị luôn. Rồi mẫu này 55-56kg trở lại men vừa giá 135.000 nha. Giá 135. Đầm này lên rất là sang, đi tuyệt beo sang luôn mấy chị ơi. Tặng kèm một cái tép này. Đây. Biết sao không? Ở phía trước cái đầm này nó sẽ mình mặc nó sẽ hở ngực một chút xíu xíu ở chỗ này. Chị nào muốn kín đáo luôn á thì mình cài phía trước hoặc là mình có thể cài phía bên này cũng được. Rất là xinh nha. Giá 135.000 beo đẹp luôn. Vỏ nhật nè em. Vỏ nhật 1B5 nè. Rồi bỏ cái tép vô chị luôn là chụp. Vỏ nhật 1B5. Phong rộng rãi thoải mái 40-60kg men vừa giá 85.000. Chị là lấy áo hoa này chốt em áo hoa nha. Chị Hiền Sushi vậy rồi. Cảm ơn chị Hiền nha chị ơi. Hiền khách cũ nè chị Hiền. Rồi áo hoa này áo dạng áo thun lưới đó, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Dạng thun lưới nha, phong rộng rãi mặc beo cưng luôn. Cái này mấy chị phối là quần trắng hoặc là chân váy màu trắng đó, rất là dễ thương luôn nha. Chốt giùm em cái này là áo hoa nha mấy chị ơi. Áo hoa 85.000. Dạ, chiều nay là em gửi luôn nha. À, chiều nay like xong là gửi. Trong ngày mai là chị nhận được nha chị Hiền Sushi ơi. Ngày mai shipper gọi chị giao nha. Rồi chốt em là áo hoa giá 85.000 áo hoa. Áo hoa 85.000 áo hoa giùm em nha. Áo hoa 85.000. À lấy áo hoa chốt em áo hoa giá 85 áo hoa nha mấy chị ơi. Áo hoa giá 85.000 giùm em áo hoa. Hoa 85.000 áo hoa nha. Áo hoa là giá 85, còn bộ pyjama hồi nãy là giá 95.000 nha chị Hiền Sushi ơi. Bộ pyjama hồi nãy là giá 95.000 một bộ nha chị Hiền. Rồi đầm này giá 125.000 giùm em. Phom này 40-60kg đều men vừa. Đầm body tay dài giùm em nha, vải len. Đầm body tay dài, cái này vải len giùm em nha. Chất vải rất là co giãn luôn mấy chị ơi. Giá 125.000 cái đầm này. Dáng dài que gối giùm em. Body này dáng dài que gối giùm em nha. Giá 125. Vải len dịch kim nên chất của nó rất là co giãn luôn nha mấy chị ơi. Tay dài, cổ tròn, là form đơn giản. Rồi giá 125.000 giùm em mẫu này nha. 125. 125 mẫu này. Rồi chị nào lấy đầm này chốt em là đầm body nha mấy chị ơi. Đầm body giá 125.000 đầm body. À lấy chốt đầm body 125 giùm em nha mấy chị ơi. Vải rất là đẹp luôn, vải rất là xịn, rất đẹp luôn nha. Giá chỉ có 125.000 một đầm này. Rồi à lấy chốt em đầm body 125 đầm body nha mấy chị ơi. Body giá 125.
Còi đầm Caro Phong Xuân giá 125.000. 40 đến 60 kg đường men vùi giùm em. Rồi Caro cái này Phong Xuân ở dưới đuôi cá nè mấy chị ơi. Cổ này dạng cổ sơ mi giùm em nha, cổ sơ mi nè. Rồi cái tay con đó là phối ren nè, vải xô ren mấy chị ơi, vải xô ren. Ở dưới là đuôi cá giùm em luôn nha. Form 60 kg đổ lại men vừa giá 125.000. Rồi giá 125.000 giùm em. Ai lấy chốt em Caro 125. Bao xịn bao điện một cái duy nhất nha mấy chị ơi. Con ngon cái này kêu ở đâu giùm chị. Đồ đỡ ra dính mấy cái hồ kia nha. Dẹp đi. Vải rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi, 60kg đổ lại men vừa. Caro giá 125.000 giùm em, một cái duy nhất nha. Một cái duy nhất rất là xịn, rất là đẹp luôn. Cái này mặc đẹp lắm luôn nè Hằng Nguyễn ơi. Caro này mặc đẹp lắm. Rồi giá 125 giùm em nha, form 60kg đổ lại men vừa. Bao đẹp luôn giá 125.000. Một cái duy nhất nha mấy chị ơi. Một cái duy nhất giùm em nha, một cái duy nhất luôn. Giá 125.000. A à, lấy Caro chốt em Caro 125 nha mấy chị ơi. Caro 125 giùm em nha. Rồi Caro giá 125.000 Caro. Body nãy vậy. Body nãy một màu nha Thảo Trần ơi, một màu duy nhất nha chị. Một màu duy nhất. Một màu duy nhất nha chị ơi, một màu duy nhất. Rồi set vest này em còn đúng set cuối cùng. Vải bao đẹp luôn mấy chị ơi, vải đẹp cực kỳ luôn nha. Màu hồng giùm em nè, 135.000 còn đúng một set cuối cùng luôn. Đây giùm em nha mấy chị ơi. Set hồng giá 135.000. Về form của nó là 56-57kg trở lại men vừa luôn. 56-57kg trở lại men vừa. Quần là quần lưng cao nha, quần lưng cao. Đi với lại áo vest tay ngắn nè mấy chị ơi. Set này lên rất là sang luôn nha. Rồi giá 135.000 giùm em nha, 135.000. Chị nào lấy ship fit chốt em ship fit 135 nha mấy chị ơi. Một ship duy nhất luôn, bao đẹp luôn mấy chị ơi. Vải là yên tâm nha, vải rất là mềm, rất là dễ chịu luôn, không thô cứng gì hết. Rồi chốt giùm em là ship hồng. Giá 135.000 ship hồng nha mấy chị ơi, đúng một ship duy nhất nha. Chốt giùm em ship hồng giá 135 ship hồng. Đầm body hồi nãy là có một màu duy nhất rồi nha Thảo Trần ơi. Giá 125 giùm em là có một màu duy nhất thôi nha. Một màu duy nhất giá 125.000. Dáng nhà quen gối giùm em luôn. Đây giùm em nha mấy chị ơi, 125.000 còn đúng một cái duy nhất luôn. A à, lấy thì béo em nha. 125. Chị ơi. Body nha mấy chị ơi, 125 dáng nhà que gối giùm em, 125. Mình mặc tới đâu rồi nó căng đến đó nha mấy chị ơi, chất của nó rất là to giãn luôn nha. Giá 125.000 và dáng nhà que gối giùm em, 125. Chị nào lấy đầm này chốt giùm em nha, vải len dệt kim. Body len dệt kim 125. Đây nha mấy chị ơi. A à, lấy thì bé giùm em nha, một cái duy nhất giá 125.000. Vải là siêu to giãn luôn. To giãn lắm luôn nha mấy chị ơi. A à, lấy thì béo liền giùm em nha, giá 125.000 một đầm, 125. Vải mặc vô không nóng, không nóng nha. Rồi đầm hồng giùm em nha mấy chị ơi, đầm hồng form này form suông. Form suông béo đẹp luôn nè. Rồi giá 95.000, A à, lấy hồng chốt hồng 95, form rộng rãi thoải mái. 60kg đổ lại men vừa giá 95.000 đầm hồng. Đầm hồng giá 95, A à, lấy hồng chốt miệng hồng giá 95.000 đầm hồng. Đầm hồng giá 95.000 đầm hồng giùm em nha, A à, lấy chốt hồng 95. Kiểu nó là dạng cổ bỉ ra như thế này nha mấy chị ơi, và có nút nè. Đó, nút giùm em nha, cổ bỉ ra. Rất là đẹp luôn, cái này hàng Quảng Châu giùm em. Form 60kg đổ lại men vừa.
60 kg đổ lại men vừa giùm em. Chốt em hồng giá 95.000 nha mấy chị ơi. Hồng giá 95.000 hồng. Nè, bên này của nó cách điệu nè. Đó, rất là dễ thương luôn nha. 40 đến 60 kg đều men vừa, chốt giùm em hồng giá 95.000 hồng nha mấy chị ơi. Hồng 95.000. Hồng 95.000 hồng giùm em nha, hồng 95. Áo 75 còn đúng cái cuối cùng. Áo 75.000, cái này mặc hình đầm luôn á. Từ 40 đến 60 kg là men vừa giùm em nha. 75.000 chốt giùm em caro giá 75 nha mấy chị ơi. Đây, chốt giùm em caro giá 75.000 caro nha. Caro 75, phải em chụp chị Huyền Sushi rồi đúng không? Rồi 75.000 chốt em caro giá 75.000 caro. Caro 75 giùm em nha, caro 75, cái này mặc thành đầm luôn á. Form của nó rộng rãi thoải mái, em còn đúng một cái cuối cùng luôn. Giá là 75.000. Đó, a lấy caro chốt em caro nha, giá 75.000 caro. 75.000 caro nha mấy chị ơi. Rồi đầm đen này giá 125 giùm em nha. Và form 52 kg trở lại men vừa. Em đang thử nè. Thôi ngon quay kiếm chị không. Đen 125 52 kg trở lại men vừa 125. Giờ lấy đen này chút em đen 125 nha. Cổ là dạng cổ vuông quen như thế này mấy chị ơi. Có hoa ở đây. Tay là tay vôn. Bao đẹp luôn giá 125. Chút em đầm đen 125. Đầm đen 125 nha, cái này mấy chị mặc đi tiệc được luôn nè. Rất là xinh luôn á. Rồi 125 đen giùm em nha, cổ vuông, cổ vuông có nơ. Form đầm 52 kg lại men vừa, tay phối phôn bao đẹp luôn. Chốt giùm em đầm đen giá 125.000 đầm đen nha mấy chị ơi. Đen 125 nha, đầm đen giá 125.000 đầm đen. Đầm đen 125 nha mấy chị ơi. Rồi đầm hồng form suông, cái này form 60 kg đổ lại men vừa hết giùm em luôn. Cái này bầu bì cũng có thể bon chen được luôn nha mấy chị ơi. Chốt em đầm hồng giá là 135.000 đầm hồng. Vải beo đẹp luôn, cái này hàng Quảng Châu giùm em. Và đó là form suông nha,
Phom Xuân Hà Quảng Châu, ở dưới là bèo bèo thế này nha mấy chị ơi, dán dài que gối, dán dài que gối em nha, nút này mà nút này nút cài đó rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Hồng giá 135.000 đồng hồng dùm em nè, vô lấy áo đế đi em, áo đế với cái này xong rồi dọn gọn được kia rồi chốt em đầm hồng nha, 135.000 đầm hồng. Rồi hồng 135, hồng 135 dùm em nha mấy chị ơi. Rộng rãi thoải mái nha, rất là đẹp luôn. Ta lấy hồng chốt em đầm hồng nha, giá 135.000 đầm hồng. Đầm hồng 135 hồng dùm em nha mấy chị ơi. Hồng giá 135 nha. Rồi hồng 135 giùm em nha mấy chị ơi, ai lấy chú hồng 135. Rồi đầm cổ vít màu xanh, cái này giá 135.000 giùm em. Cái này em còn đúng cái cuối cùng. Form 56 57 kg trở lại men vừa, giá 135.000 đầm vít. Về đầm này á, em có dây cột eo luôn nha mấy chị ơi. Đầm này có dây cột eo giùm em luôn nha. 56 57 kg trở lại men vừa, có dây cột eo luôn mấy chị ơi. 56 57 kg lại men vừa em nha, có dây cột eo luôn. Rồi, giá là 135.000 một đầm giùm em nha mấy chị ơi. Đó có dây cột eo nè. Rồi giá 135.000 một đầm. Chị lấy đầm này chốt em đầm 135 nha. Đầm 135. Đầm xanh 135.000 đầm xanh. Đầm đen đen mặt của chị Tuyết Trinh Nguyễn. Đầm xanh này là 135 giùm em nha mấy chị ơi. Đầm xanh là 135. Đầm đen đen mặt của chị Tuyết Trinh Nguyễn 125. Giá 65.000 một áo em nha mấy chị ơi. Áo đế giá 65.000 một áo. Form 55 56 kg trở lại men vừa. 55 56 kg lại men vừa, giá 65.000 giùm em nha mấy chị ơi. Ta lấy chốt giùm em nha mấy chị. Ta lấy chốt giùm em nha. Rồi giá là 65.000 một áo đế nha mấy chị ơi. Áo đế giá 65.000. Chị lấy áo đế chốt em áo đế nha, giá 65.000. À, ngon ngon cái quần ngố màu đen quần que bỏ đâu ta? Form này 40 đến 60 kg men vừa áo đế luôn. Cái này rút bao nhiêu là tùy ý mình nha. Cái phần này là rút nè. Rút bao nhiêu là tùy ý mình nha mấy chị ơi, rút bao nhiêu tùy ý. Rồi đây. 40 đến 60 kg đường men vừa áo đế này dùm em nha. Vải là dạng như là vải len dệt kim á, chất của nó co giãn cực kỳ tốt mấy chị ơi. Chất co giãn cực kỳ tốt dùm em nha. Giá là 85.000 một áo, chất siêu co giãn luôn. Rồi cái này là quần ngố. Quần ngố này form 55 56 kg trở lại men quần em. Chất ke kỳ thun rất là co giãn, quần ngố màu đen. Quần ngố đen nó rách nha mấy chị ơi, nó rách nè. Rất ở đây, rất ở đây và rất ở đây nữa. Giá là 75.000 một quần, chất ke kỳ thun co giãn 55 56 kg trở lại men vừa. Mặc lên rất là bụi luôn nha. Rồi quần nha mấy chị ơi, quần ngố màu đen 75.000 một quần. Ai lấy quần chốt quần giùm em nha, quần đen 75.000 quần đen. Rồi đây nha mấy chị ơi, quần đen giá 75.000. Ai lấy quần đen chốt liền em quần đen giá 75 nha mấy chị ơi. 55 56 kg trở lại là men vừa luôn. Nó có hai túi sau, hai túi trước, vải cực kỳ là co giãn và nó có rách nha mấy chị ơi. Nó có rách giùm em nha. Cái này free size tới 55 56 kg rồi chị Minh Thư Nguyễn ơi. Phi size tới 55 56 kg rồi nha chị, không có size lớn. Đó, chất là chất cây cây thun á, co giãn rất là tốt luôn, về vải dày dặn giùm em nha.
Đó, giá 75 ngàn một quần thôi, bao rẻ luôn, rất là rẻ nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy thì chốt em là quần quần ngố đen nha. Ngố đen 75 ngàn một quần. Ngố đen 75 ngàn thì em nha. Chị nào lấy ngố đen thì chốt ngố đen giá 75 ngàn ngố đen. Rồi áo đế này giá là 85 ngàn dùm em nha. Form 40 đến 60 kg men vừa. Cái này là nó mặc nó trở vai que như thế này dùm em nè. 40 đến 60 kg men vừa, dạng như là vải dệt kim á, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Siêu co giãn 85 ngàn nha. Ai lấy áo đế này chút em áo đế giá 85 nha mấy chị ơi. Áo đế trở vai 85 ngàn nha. Em có màu đen, màu trắng, hai màu giá 85 ngàn. Áo đế này có màu trắng, màu đen, hai màu, giá 85 ngàn một áo. Đây giùm em nha. Vải rất là đẹp luôn, 85 ngàn. Trắng với đen hai màu. À lấy chút em là áo đế trở vai kìm màu nha mấy chị ơi. Áo đế trở vai kìm màu. Đó, màu trắng nè. Hôm qua chị lấy là size tới size XL. Cái này nó nhỏ hơn nha chị Minh Thương Nguyễn ơi. Nhỏ hơn nha chị. Rồi chị thảo tròn đế đen này em. Chị thảo tròn đế đen. Thảo tròn chụp em. Rồi, đế đen, đế trắng hai màu giá 85 ngàn, vải beo đẹp luôn. A à, lấy chốt giùm em nha. Đó, đế đen, đế trắng hai màu 85 ngàn. Bị rộng như là cái này vừa. Không, từ từ em coi kỹ à, em sợ chật á. Không, cái này nhỏ lắm chị Minh Thư à, cái này nhỏ lắm chị không vừa đâu. Rồi đế còn đế trắng, đế đen hai màu luôn nha. A à, lấy thì chốt giùm em. Bữa nay thứ mấy? Chị thảo tròn này bữa có đơn đúng không? Thảo tròn ở đường 23 tháng 10 phải không em? Quần đen đó em vừa nha Võ Nhật ơi. 6 giờ giao còn chị tối 6 giờ sợ shipper giờ không kịp chị ơi, phải sau 6 giờ. Tầm 7 giờ 8 giờ gì đó chứ 6 giờ không kịp. Tại vì bên em chốt đơn về buổi chiều. Đơn ngoài buổi chiều là phải tầm 6-7 giờ shipper mới quay lấy đơn thì giao không kịp đâu chị ơi. Đúng rồi, thảo tròn là có áo á. Sau 6 giờ giùm em nha, tầm 7 giờ 7 rưỡi 8 giờ gì đó. Rồi quần này nha Võ Nhật ơi, quần này nha em ơi, chắc nó to giãn tầm 55-56 kg lại men vừa. Rồi đây thì em nha mấy chị ơi, tầm 55-56 kg trở lại men vừa, ok thẻo tròn. Rồi cái này a à, lấy chốt em ngố đen nha, chất là chất liệu là kê cây khung, nó co giãn rất là tốt luôn. 75 ngàn một quần giùm em nha, 75 ngàn một quần, 75 ngàn một quần nha mấy chị ơi. A à, lấy chốt em ngố 75 triệu siêu, cái này là siêu rẻ luôn á, giống như là siêu xuống nha, rất là rẻ luôn nha mấy chị ơi. Có 75 ngàn thôi, vải dày dặn đẹp cực kỳ luôn. Nó có rất rất là bụi nha. Rồi 75 ngàn, a à, lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Ngố đen 75 nha, a à, lấy chút. Ok Võ Nhật nè, Võ Nhật 75 nè. Võ Nhật 75 nha. Rồi sơ mi 85 ngàn áo giùm em nha. Form 40 đến 60 kg men vừa luôn, sơ mi caro. Ok em Võ Nhật nè. Ngày mai thứ bảy là bên em bán tới tới 5 giờ chiều là em nghỉ nha. Còn chủ nhật là bên em cũng nghỉ. Mai em bán tới 5 giờ chiều. Vậy chủ nhật là bên em nghỉ nha mấy chị. Thứ hai bán lại bình thường. Rồi đầm áo sơ mi caro này em có hai màu. Màu xanh với lại màu nâu, hai màu. Màu nâu nhẹ còn trong trong bọc nha. Cái này còn ở dưới cái này. Mai lấy cho chị. Sơ mi caro 85 ngàn, form dấu quần. Caro xanh, caro nâu, caro xanh, caro nâu đậm, nâu nhạt hai màu. Caro này nâu đậm, nâu nhạt hai màu giùm em. Form của nó là form giống quần luôn nha mấy chị ơi. Để sâu dài nè. Đó. Em mặc là màu xanh nha. Rồi cái này là màu nâu nhạt,
85.000 áo, 40 đến 60 kg men vừa, nâu nhạt. Cái này là nâu đậm. Rồi caro này em có be màu nha, xanh, nâu đậm, nâu nhạt, be màu. Giá 85.000 áo, form 40 đến 60 kg men vừa. Giờ lấy caro, chốt em caro kìm màu. Chốt giùm em caro kìm màu nha. Chốt em caro kìm màu. 85.000 áo thôi mấy chị ơi. Giờ lấy béo liền giúp em nha, caro kìm màu. Nâu đậm nâu nhạt, với màu em mặc là màu xanh nha, nâu đậm nâu nhạt màu xanh, be màu, giá 85.000. A à, lấy chốt em caro kìm màu. Giờ lấy béo caro kìm màu nha mấy chị ơi. Nâu đậm cho vỏ nhật màu nâu đậm. Vỏ nhật này 85.000, nâu đậm vỏ nhật. Rồi xít vàng này mấy chị ơi, xít vàng gồm cái quần nè, gồm cái quần. Quần nha. Với lại áo. Xít này em đang sale giá 79.000 một xít, form 52 kg trở lại men vừa. A à, lấy chốt xít vàng giùm em nha. Tầm 52 kg trở lại men vừa xít vàng, giá là 79.000 một xít. A à, lấy chốt xít vàng giá 79 giùm em nha. Vải đẹp nha mấy chị ơi, hàng này vải đẹp. Nó còn đúng một xít cuối cùng đang sale giá 79. Đang sale giá 79.000 giùm em nha, chỗ lấy vàng chốt vàng 79. Đây mấy chị ơi, áo nè, gồm áo là quần luôn. Cái này chuyện này mà tầm 40 đến khoảng 52 kg trong độ đó là mặc đẹp giùm em nha. Có dây kéo bên hông luôn, quần là dạng quần lưng cũng keo nha mấy chị ơi. Lưng nó cũng keo nha. Vải thì đẹp nha, 79.000. Chốt em xích vàng giá 79. Rồi xích vàng giá 79 giùm em nha. A à, lấy thì chốt giúp em nè, xích vàng giá 79.000 xích vàng. Vàng 79 giùm em nha. A à, lấy chốt vàng 79. Vàng 79 nè. Vàng 79. Rồi cái này hoa kem giùm em. Hoa kem còn đúng cái cuối cùng. 39.000 chốt em là hoa nâu, hoa nâu 39. Form 55 56 kg trở lại men vừa. Chốt em hoa nâu giá 39.000 hoa nâu nha mấy chị ơi. Hoa nâu 39.000, form 55 56 kg lại men vừa hoa nâu. Vải là vải vôn giùm em nha, vải vôn 39.000, chốt em hoa nâu với 39.000 và form 55 56 kg trở lại là men vừa hoa nâu nha, hoa nâu. Hoa nâu. Hoa nâu nha mấy chị ơi, 39 hoa nâu. Rồi này chốt em sọc giá 69.000 sọc, form 55 56 kg trở lại men vừa. 55 56 kg lại men vừa, sọc 39 giùm em nè. A à, lấy sọc chốt sọc 39.000. Áo nữa nha ngon em. Rồi sọc 39.000 giùm em nha. A à, lấy nữa chốt em sọc với 39.000 sọc. Sọc 39 sọc, hàng Quảng Châu vải đẹp. 39.000 sọc. Đầm thun đỏ này hình như còn có cái cuối cùng mấy chị ơi, vải rất là đẹp luôn nè. Vải đẹp lắm luôn. Vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi, hàng thun Quảng Châu thì yên tâm nha, mặc nó rất là mịn, rất là đẹp luôn. Đầm đỏ còn đúng cái cuối cùng, giá 135.000.